Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 12 của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn khoảng 2-3 tập nữa là chúng ta đã kết thúc cái bộ truyện rất hay của tác giả Hà Dương này. Và những cái tập cuối cùng của chúng ta thì đang tất cả những cái nút thắt trong câu chuyện này đang dần được hé mở. Những cái câu chuyện trong quá khứ, những bí mật trong quá khứ đã được tác giả dần dần hé mở cho chúng ta trong những tình tiết truyện rất là hay. Những cái tháo cởi, thưa quý vị, là tôi đánh giá là rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng và thực sự rất là logic trong cái câu chuyện này. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hợp tác rất là gắn bó lâu bền đối với tác giả Hà Dương đã dành cho chúng tôi qua một số bộ truyện của chị, cũng như là sự yêu mến đón nhận của tất cả quý vị đã đón nhận chúng tôi trong không chỉ riêng đối với những tập truyện, bộ truyện của tác giả Hà Dương mà còn đối với rất nhiều những cái tác giả khác nữa. Chúng tôi gửi lại cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 12 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 12. Thời gian dần trôi đi, qua 49 tiếng quả nhiên bác Cương tỉnh lại. Hân nắm chặt tay của bác mà bật khóc nức nở. Bác nhìn bàn tay của vợ rồi mỉm cười rồi nói: "Đây là lần đầu tiên em nắm tay của anh." Hân lập tức rút bàn tay lại, nhưng bác Cương giữ chặt lấy: "Đã nắm rồi thì xin em đừng buông tay." Và ngày sau bác Cương nhanh chóng khỏe lại, cuộc sống của ba người trở về nhịp sống thường nhật. Trinh ngày càng vui vẻ và xinh xắn lên trông thấy. Dường như cơ thể cô bé bước vào giai đoạn đặc biệt cho nên phát triển khá nhanh. Trong vài tháng ngắn ngủi, Trinh dường như biến đổi thành một con người mới. Gia đình của Hân vui vẻ bao nhiêu thì gia đình bà Chiêu lại bi thảm bấy nhiêu. Tín bị hóa điên, cả ngày nói năng linh tinh. Người ta đưa hắn đi giám định tâm thần. Hắn ta sau cùng chọn cách tự tử, kết liễu cuộc đời của mình. Bà Chiêu nghe tin con trai chết mà sốc quá hóa điên. Bà Năm thành lập công ty riêng và tách rời sự hoạt động của Phú gia. Ái để con trai của mình tự phát triển sự nghiệp, không can thiệp vào công việc của con. Hàng ngày cô cùng với bà Mỹ lên chùa cầu an. Cuộc sống diễn ra vô cùng bình lặng. Chủ nhật cả gia đình về ông bà ngoại ăn uống thì Ái nhận được một cuộc điện thoại lạ báo Hân đột ngột mất tích. Mọi người bùa ra đi tìm kiếm thì phát hiện ra chiếc xe máy của Hân đi đỗ trên bờ đê sông. Người thì mất tích. Nhiều người nhìn thấy Hân đi một mình về khu bến thuyền chiều ngày hôm đó. Bác Cường cho người đi tìm kiếm suốt ngày nhưng không hề có bất cứ một chút thông tin nào cả. Một tuần sau, người ta thông báo tìm thấy xác một người phụ nữ bị giạt vào trong bờ. Người phụ nữ này không mặc quần áo, mặt mũi dập nát, cơ thể thối rữa, nhưng trên cổ tay lại đeo chiếc vòng tay của bác Cường tặng. Bác Cường nhìn thấy chiếc vòng lập tức nhận ra đó là vòng gia truyền, sẽ không có chiếc thứ hai. Trình nghe tin mà ngất lịm tại chỗ. Cuộc sống của gia đình bác Cương chính xác bị xáo trộn. Hận chết, bác ấy cũng bị biến thành một con người khác, tới ngày chìm trong men rượu. Trình thì chẳng khá hơn là mấy, bởi cô bé đã chịu nỗi đau quá lớn. Tuổi thơ không bình yên khi bị ghét bỏ. Lên 7 tuổi thì bố chết. Hiện tại người mẹ thân yêu của cô cũng ra đi không một lời từ biệt. Trình rơi vào khủng hoảng và mấy lần toan tìm đến cái chết. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì khuyên can cả hai bố con phải mạnh mẽ lên mà sống tiếp. Phải mất cả tháng trời nỗi buồn mới nguôi ngoai. Bác Cường nén đau thương vì phải lo cho cuộc sống của Trinh. Phía bên gia đình bà Phú nhận được tin rằng ngôi sao Phúc Tinh là một lần nữa phát sáng. Lần này ngôi sao sáng lấp lánh và thể lý nhanh chóng tìm được vị trí của Phúc Tinh. Duyên nghe tin mừng rỡ vô cùng, liền chạy tới để bàn bạc với bà Âm, thúc đẩy nhanh chóng quá trình tìm kiếm. Lần này Duyên tính toán sẽ phải tìm ra Phúc Tinh sớm nhất. Đáng tiếc bà Âm đã chuyển nhà đi từ khi nào mà Duyên chẳng hề hay biết. Duyên điện thoại nhưng không liên lạc được. Bà ta vậy một lần nữa biến mất không thấy dấu vết. Duyên không hiểu nổi mục đích của bà ta rút cuộc là vì điều gì. Trước đây Duyên vốn cho rằng bà ta vì tị nạnh với Duyên cho nên mới bám theo hòng trả thù. Tuy nhiên hai lần tái ngộ, bà ta đều ra tay giúp đỡ Duyên tận lực. Bà ta luôn miệng nói Duyên và bà ta vốn là người một nhà.
Cái câu nói đó Duyên vốn chẳng bao giờ thừa nhận, bởi lẽ bà ta chỉ là một đứa con được nhặt về. Câu chuyện được bắt đầu khi bố mẹ của Duyên lúc sinh con rơi đúng vào cái thời điểm chạy loạn, cho nên lạc mất Duyên. Một ông thầy khi ấy phán bố mẹ của Duyên phải tìm được một đứa con gái nhận làm con nuôi thì may mắn thay đổi được số mạng để tìm được đứa con đã thất lạc. Bà Âm kia chính là đứa con được bố mẹ Duyên nhận về. Thời gian đầu họ yêu thương bà ta, nhưng sau khi Duyên được tìm thấy thì họ lại dành phần yêu thương cho con đẻ nhiều hơn. Bà Âm kia ngay từ nhỏ đã chịu không ít ấm ức và sự không công bằng từ người lớn. Gia đình của Duyên sống chung với nhau tới khi gia đình bị mất trộm. Bố Duyên không tin bà Âm kia mới đánh đập và đuổi Âm xuống nhà kho ở cùng với người làm. Từ đó cuộc sống của Duyên và bà ta bị phân rõ là người làm và cô chủ. Năm Duyên lên 9 tuổi, một lần sơ ý làm vỡ bình cổ của bố, nhưng do sợ bị đòn lại đổi vấy sang cho bà Âm. Bố Duyên không hỏi han mà thẳng tay đánh bà ta một trận thừa sống thiếu chết. Sau trận ấy bà ta bỏ trốn khỏi nhà và không còn là thành viên trong gia đình Duyên nữa. Sự việc trôi qua cho đến tận ngày Duyên gặp lại bà Âm là sau khi bà Sáu chết. Duyên vốn muốn nhờ tay của bà Sáu cứu con của mình, tuy nhiên sợ chuyện bị bại lộ cho nên dặn người ta ra tay sát hại bà hòng bịt đầu mối. Đáng tiếc là đêm hôm ấy, sau khi ở nhà bà Sáu về, người của Duyên còn chưa kịp ra tay thì bà Sáu kia đã lăn ra chết ngay tại cổng làng. Bà Sáu chết đi đồng nghĩa với việc mối lo lắng trong lòng của Duyên bị dập tắt. Sự việc tưởng chừng như đã bị chôn vùi thì đùng một cái bà Âm xuất hiện. Duyên vốn không hề nhận ra bà ta, nhưng bà ta lại tự tìm đến Duyên. Vốn dĩ hai người không hợp nhau, cho nên Duyên thẳng thừng từ chối không gặp. Bà Âm kia liền viết một lá thư nhờ người đưa tới cho Duyên với một dòng chữ ngắn gọn: bà Sáu nhớ cô, nếu cô không chủ động gặp tôi thì đêm đến tôi phải đưa bà ấy đến gặp cô. Duyên đọc xong lá thư ấy thì liền tức giận xé nó thành trăm mảnh. Quả thực từ sau khi Duyên gặp bà Sáu thì đúng là thường xuyên mơ thấy ác mộng. Hình ảnh của bà Sáu bị lòa chạy theo Duyên ngay khu cây miếu đầu làng khiến cho Duyên luôn sống trong sợ hãi. Duyên đã mấy lần đi xem thầy Mo để nhờ giải chiêm bao, nhưng các thầy đều nói không giúp được. Sau cùng Duyên đành tới địa chỉ của bà Âm cho. Cuộc gặp gỡ ép buộc khiến cho Duyên chẳng vui. Tuy nhiên bà Âm lại giúp cho Duyên thoát khỏi bóng ma của bà Sáu trong một giấc mơ bằng lá bùa. Duyên coi như là nợ bà ta một ân tình. Bà ta muốn Duyên trả nợ bằng cách giúp bà ta lấy trộm một món đồ bất kỳ trong túi của thầy Lý. Duyên cho rằng chuyện vặt ấy không chẳng ảnh hưởng gì tới mình, cho nên đã nhân lúc thầy Lý sơ ý mà lấy trộm một lá bùa gói lại đưa cho bà Âm. Bà ta cầm lá phù rồi nói: bà Sáu giả vì giúp cô, nhưng cô lại muốn giết chết bà ta. Lòng dạ của cô quả thật như rắn rết. Tuy nhiên cũng không sao, không ác thì không xứng làm dâu Phú gia. Duyên liền cãi: tôi không làm chuyện ấy, tôi cũng không biết tại sao bà ấy lại chết. Chuyện đó không có liên quan đến tôi, cô đừng có ngậm máu phun người. Bà Âm liền cười phát lên rồi nói: có làm hay không lòng cô tự hiểu. Nếu muốn đối chất, tôi có tìm được kẻ giết người đó về cho cô. Chuyện Duyên sai người giết bà Sáu là có thật. Tuy nhiên lệnh của Duyên là sau khi cứu được hai đứa con thì bên kia mới được phép ra tay. Ẩn tình bên trong rốt cuộc là thế nào? Tại sao bà ấy lại chạy theo cô tới cổng làng rồi nằm chết ở đó? Bà Âm kia cũng không nói nhiều mà lập tức bỏ đi. Bà ta nói chắc chắn sẽ quay lại tìm Duyên hàn huyên câu chuyện cũ. Quả nhiên sau mười mấy năm mai danh ẩn tích, bà ta lại một lần nữa xuất hiện. Lần xuất hiện này bà ta đã ở tới mười mấy năm, giúp đỡ Duyên rồi lại đột ngột biến mất không rõ tung tích. Duyên không hiểu rốt cuộc người đàn bà này muốn làm cái gì. Duyên mải mê suy nghĩ chuyện cũ cho đến khi tiếng tài xế liền hỏi: bà giờ tới thẳng công ty hay là về nhà ạ? Cho tôi tới chỗ của thầy Lý có chút việc. Tại nhà của thầy Lý, Duyên muốn xin thầy Lý gieo quẻ mong tìm ra phúc tình sớm nhất. Thầy Lý liền đáp: nó là một đứa bé 14 tuổi, chưa đủ giải lời nguyện. Hiện tại nó xuất hiện cho nên chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng tìm được ra nó. Liệu nó có biến mất như lần trước không ạ? Chúng ta phải tiến hành nhanh chóng, kẻo lại có kẻ ngáng chân. Cô cứ yên tâm đi, mặc dù tôi chưa xác định được chính xác đứa bé đó là ai, nhưng mà có một thứ giúp tôi tìm ra kẻ đó. Tôi nghi ngờ nó cũng được dòng dõi mẫu hệ họ Diệp. Duyên tròn mắt ngạc nhiên: thầy nói sao ạ? Là dòng mẫu hệ họ Diệp sao? Đúng vậy, trước đây ngôi sao kỳ biến mất là có kẻ chơi tôi mới phá được xong. Là kẻ nào thầy có biết được không ạ? Trước đây tôi từng đánh mất một linh phù, kẻ đó dùng linh phù này che mắt của tôi.
Chiều gậy ông đập lưng ông quả nhiên hữu dụng, kẻ này cũng rất giỏi. Duyên nghe thầy Lý nhắc tới linh phù mà giật cả mình. Duyên từng ăn trộm đưa cho bà Âm một lá. Duyên tức giận nhủ thầm, không lẽ là bà ta? Cô sao vậy? Tự nhiên sao lại ngây người ra thế? Tôi đang không biết là cái thứ mà thầy nói trong hình dáng nó ra làm sao, mà sức mạnh nó lại khủng khiếp tới mức mà qua mặt được cả thầy. Thầy Lý rút ra một lá linh phù giơ lên rồi nói, nó chính là thứ này. Tôi đã rất mệt mỏi khi bị nó khống chế, may mắn tôi đã phá được nó. Duyên nhìn chằm chằm vào lá linh phù trên tay của thầy Lý, trong lòng nổi cơn giận. Hóa ra bà ta lợi dụng mình để khống chế thầy Lý. Và những chuyện kia rốt cuộc là làm sao? Tại sao bà ta còn giúp mình tìm ra con Nguyệt? Không những thế, bà ta còn giúp mình vạch trần con Đào và bà Vũ. Vậy bà ta cuối cùng là giúp hay là phá? Lúc bấy giờ tại nhà của ông Phi, bà Âm được đưa tới ngồi đối diện Vi Ái. Người đàn bà đó liền nói, chuyện cô cần tôi cũng đã làm xong, tại sao ngăn không cho tôi trả thù chứ? Dựa vào cô sao? Cô đánh giá mình quá cao rồi đấy. Linh phù lão thể Lý kia cũng được giải rồi, cô xuất hiện sẽ bị Duyên trả thù đó. Bà Âm cười rồi nói, tôi không sợ cô ta. Tôi biết là cô không sợ, tuy nhiên cô cũng không nghĩ tới những người thân của mình đã từng chết oan uổng thế nào hay sao? Bà Âm không nói gì, Ái liền nói tiếp, người chết như vậy đã là quá đủ rồi. Lão thể Lý và Phú Gia tội ác tày đình, nhất định bọn họ sẽ phải đền tội. Nhưng mà chúng ta phải tính kỹ đường đi nước bước. Bà Phú là con cáo giả, bà ta nắm giữ thân xác của mẹ tôi và hai đứa con trai của bà Vũ. Khi nào tôi tìm được những thứ ấy sẽ lập tức đưa bà xuống hoàng tuyển mà chịu tội. Ái nói xong liền lập tức bỏ đi. Bà Âm ngồi lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, giọt nước mắt hối hận không tự chủ mà tuột rơi khỏi khóe mi. Bà ta nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, một lần bị người ta bắt tới gặp Ái. Sao cô lại cho người bắt tôi? Tôi sẽ kiện các người tội giam giữ người trái phép. Ái liền trả lời, vì tôi mới phát hiện ra một sự thật cần nói cho cô biết. Vậy cô nói đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi nghĩ khi nói ra chuyện này thì chắc là cô không còn tâm trạng để đi làm tiếp đâu. Cô biết Nguyệt chứ? Biết thì sao? Con Nguyệt vốn không có thù oán gì với cô, tại sao lại hại chết nó? Đừng nói với tôi là vì cô giúp con Duyên. Đánh chết tôi cũng chẳng tin. Tôi từng là một đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ đẻ như cô, phải sống ở cô nhi viện. Tôi may mắn hơn cô là được bố mẹ tôi nuôi yêu thương. Cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Tại sao con bé chết? Bà Âm liền đáp, phải là cô ta nuôi ngài. Tự nuôi ngài ư? Tin hay không thì tùy các người. Tự miệng Duyên nói cho tôi nghe, cô ta sẽ không nói dối. Bà Âm liền nói tiếp, con bé muốn học theo người nào đó trong dòng tộc nhà cô cho nên mới làm như vậy. Cô ta tự hủy hoại thân thể của mình, chứ quyết không để Phu Gia giải lệ nguyện. Ái đau lòng liền thốt lên, con gái, con đã chịu khổ rồi, tại sao con không tìm mẹ và ông ngoại chứ? Bà Âm liền đáp, hết chuyện chưa, tôi không tốn thời gian nghe cô khóc đâu. Ông Phi liền nói, cô cứ bình tĩnh đi, chúng tôi mời cô đến đây là vì việc khác. Tôi biết cô muốn chống lại thầy Lý, cho nên mới nhiều lần giúp đỡ chúng tôi. Chúng ta hơn nữa lại có chung kẻ thù. Ông thôi đi, tôi không liên quan đến các người. Có liên quan rất đặc biệt, chỉ có điều cô không biết mà thôi. Cô là người thân duy nhất của người bạn tốt của tôi. Bà Âm liền nhíu mày, cô muốn nói gì? Người thân nào? Tôi không có người thân. Cô có một đứa em gái cùng mẹ khác cha, nó tên là Đào, từng là người ở cho Phú Gia. Cô biết người này chứ? Bà Âm liền sửng sốt, cô nói bậy cái gì thế? Ái liền kể cho bà Âm nghe câu chuyện cách đó mấy chục năm. Khi ấy mẹ đẻ bà Âm chính là người tình của ông Phú. Tuy nhiên do bà Phú ra sức ép, cho nên ông ta đành phải giấu người tình của mình đi. Cùng vào thời điểm ấy, bà Vũ cũng đang mang thai xuất hiện. Ông ta muốn bảo vệ đứa con riêng, cho nên dùng dao mổ bụng của bà Vũ, lấy đi đứa bé về cho bà Phú nhà thầy Mùi luyện ngải. Người tình của ông Phú lập tức trốn chạy và sinh ra một đứa con gái. Tuy nhiên do sợ bí mật bị lộ, cho nên bà ta gửi lại cho một ngôi chùa nuôi dưỡng. Đáng tiếc là có người đã mang đứa trẻ ấy đi và mất thông tin. Mẹ bà Âm sau này gặp lại một người đàn ông khác, sinh ra Đào, nhưng cả hai đều không may qua đời. Trước lúc chết, bà nói lại chuyện cho bà Vũ nghe và gửi gắm đứa con gái. Cả hai người họ cùng vào Phú Gia để trả thù. Đào vì mối thù gia đình, vì bị ông Phú một mồi lửa đốt chết 13 mạng người. Bà Vũ vì muốn tìm lại hài cốt của đứa con trai. Suốt bao nhiêu năm qua cả hai bám lấy để thực hiện kế hoạch. Bà Âm liền bật cười, mấy người kể chuyện cổ tích có phải không? Đừng tưởng tôi là đứa bé lên ba.
Trên người của cô có một vết sẹo bên ngực phải hình chữ X. Vết ấy do chính mẹ cô dùng dao rạch để đánh dấu thứ nhất. Phía sau vai của cô một vết bớt giống hệt với cái đảo là thứ hai. Tôi cho người dò hỏi lại tất cả mọi thông tin của cô bé. Người bế trộm cô ở nhà chùa đã xác nhận là bán cô cho gia đình nhà Duyên làm con nuôi thứ ba. Ngoài ra kết quả ADN xác định chị em của cô với đảo không khó để thực hiện. Mọi chuyện khó tin nhưng cuối cùng vẫn là sự thật. Bà Âm kia sốc tới mức đòi tự mình nhào tới gia đình Phú Gia để đòi nợ. Bà tự cầm dao lên người của mình vì gây sợ dòng máu của Phú Gia trong cơ thể. Bà hận chính mình đã vô tình sát hại chính đứa em gái ruột. Người vẫn đêm ngày tìm kiếm người chị cùng mẹ khác cha. Tối ngày hôm đó ai tới gặp lại bà Âm. Tôi muốn cô giúp tôi một tay để bảo vệ cho con bé Trinh. Ngồi sau sáng thì lão thầy Lý đã nhanh chóng tìm ra con bé. Bà Âm liền nhíu mày. Tại sao cô không đưa con bé đi thật xa để bảo vệ nó chứ? Nói thì dễ nhưng mà làm mới khó. Nếu mà chúng tôi ra mặt lập tức con bé sẽ bị lộ. Có cách mà chỉ là tạm thời mà thôi. Muốn để nguyện trinh nữ phải dùng máu trinh của cô gái từ tròn 16 tuổi trở lên. Họ muốn cái gì chúng ta sẽ không cho lấy cái ấy. Không được, con bé này mới 14 tuổi mà thôi. Tùy bà, không thì chúng ta đánh một trận lớn trả thù đi. Hai ta phối hợp nhất định sẽ không thua Phú Gia đâu. Bà tưởng tôi không muốn chấm dứt hay sao? Nhưng mà còn mẹ tôi, còn con của bà Vũ nữa, chúng ta chưa tìm ra họ. Bà Âm ngồi im lặng không nói. Anh nhớ ra chuyện bà Sáu mới hỏi. Tôi muốn hỏi cô cái chuyện này từ lâu rồi, nhưng mà lu bu quá chưa có dịp. Bà Sáu thực ra là ai giết? Tôi từng nghe Đào nói là Duyên nhờ bà ấy cứu con trai rồi sai người giết bà ấy. Bà Âm lắc đầu rồi nói. Phải nhưng mà cũng không phải. Duyên sai người giết chết bà Sáu để bịt đầu mối nhưng mà bất thành. Tuy nhiên bà ấy chết là do phạm lời thề mới bị linh hồn nổi giận. Chuyện này là thật. Bà ấy từng lập lời thề trước khi nhập môn. Muốn giỏi như là bà ấy không phải ai cũng có thể làm được. Họ sẽ phải trả cái giá rất đắt khi đi ngược lại với lời thề. Là bà ta hại người hay sao? Trước đây bà ta từng giúp Duyên để làm bùa. Duyên lừa dối bà ấy cuối cùng hại chết một mạng người. Lần đó bà ta bị phạt khiến cho đôi mắt gần như không thấy đường. Sau này Duyên vì cứu con trai cho nên mới xin bà ta giúp đỡ. Chỉ có điều bà ta lại thay đổi số mệnh, đẩy hai đứa con của cô vào trong con đường chết để thế mạng cho hai đứa con của Duyên. Vậy cô có giống bà Sáu không? Bà Âm bật cười rồi nói. Tôi có duyên quen biết chung với một thầy với bà Sáu. Tuy nhiên tôi và bà ta xuất phát điểm không giống nhau. Ngày bà ta chết thầy tôi cũng tức giận tới mức tiêu hủy linh hồn của bà ấy. Chính tôi đã lén cứu và dùng bà ta đe dọa việc Duyên hòng tiếp cận và lấy linh phù từ tay của thầy Lý. Tôi hiểu rồi. Cô sợ tôi làm điều sai trái rồi bị chết như bà Sáu hay sao? Thực ra bà ta có thể tránh khỏi cái chết, nhưng do bà ta suy nghĩ không có thấu đáo mà thôi. Hai đứa con của cô đoạn mệnh cho nên sớm muộn gì cũng chết. Cái thứ thuốc kia đáng lý ra Duyên cho cô uống một nửa, còn một nửa tức thời khắc trở giả mới cho cô uống, thì có lẽ là bà ta không chết. Đêm đó bà ta chạy theo muốn dặn Duyên, nhưng lại bị linh hồn cô gái trong miếu giữ lại. Sau khi Duyên ép cô uống hết là cái thời khắc bà ta phải trả mạng sống vì vi phạm lời thề. Ái liền thở dài. Thật là tội nghiệp một thầy giỏi như bà ấy. Mỗi người một số mệnh. Có người cả đời làm ác như thầy Lý hay là Phú Gia thì vẫn sống vui vẻ, giàu sang cho tới tận bây giờ. Có người thì chỉ phạm một chút sai lầm liền lập tức nhận quả báo. Yên tâm, nhân quả không sót một ai. Nó chẳng qua là tới sớm hay muộn mà thôi. Sắp tới tôi có hơi bận một chút, không có ở nhà. Cô lưu tâm giúp tôi con bé Trịnh. Cô vẫn tìm người hay sao? Phải. Nếu sống phải thích người, chết thì phải lấy xác. Duyên sau khi lấy được lại thăng bằng ở công ty, lập tức đổi hướng kinh doanh và tìm đối tác mới. Bà Vũ lo sợ tay chân của mẹ con Bảo Nam vẫn cài lại công ty. Mà sau khi mẹ con họ chuyển ra mở công ty riêng thì liền ra đợt tổng duyệt lại hồ sơ của toàn bộ công ty. Bà tra lại lý lịch của từng người và đào tạo nguồn nhân lực mới. Mà hy vọng của bà bây giờ đặt lên vai của Huy. Điều này hợp với mong muốn của Duyên, nhưng lại là mối lo lắng nhất. Bởi lẽ Duyên không tìm được Phúc Tinh để cứu Huy. Thầy Lý mặc dù đã phát hiện ra được Phúc Tinh nhưng chưa thể nào tìm kiếm được thông tin chính xác. Sự việc đã dường như bị đi vào ngõ cụt thì bà Phú lại bất ngờ phát hiện ra một sự thật về chiếc vòng gia truyền của Phú Gia. Chiếc vòng này vốn là vật báu, trong ấy nó có linh hồn và dòng máu chính thống của Phú Gia để lại. Bao nhiêu đời qua chiếc vòng ấy luôn dùng vào việc nhận diện dòng dõi Phú Gia và trước khi nào nhận sai. Bà Phú bỏ chiếc vòng ấy ra vốn là để ngắm thì phát hiện ra chiếc vòng ấy là giả. Sở dĩ bà biết bởi vì lúc đeo cho Thái và Tuấn, bà lỡ tay đánh rơi và chiếc vòng ấy bị chảy lõm một vết.
Bà vì chuyện ấy mà tự phạt quỳ sám hối 3 ngày. Bà liền gọi Duyên: "Con tỉnh mắt nhìn lại cho mẹ xem chiếc vòng này có bị móp chỗ nào không." Duyên cầm hẳn ra ngoài cửa sổ soi đi soi lại nhiều lần nhưng không phát hiện ra bất cứ một vết chảy xước nào cả. Bà Phú ngồi bần thần rồi nói: "Vậy chiếc vòng này là giả, có kẻ đã đánh cháo nó." Duyên ngạc nhiên: "Đánh cháo vòng? Ai lại làm như vậy? Vậy có khi nào là bị cháo từ lúc đeo cho thằng Bảo Nam không mẹ?" "Tại sao con lại nói vậy?" "Con chỉ buột miệng đoán đi thôi, bởi vì mẹ nghĩ mà xem, nếu mà thằng Bảo Nam là con cháu của Phú gia thì dù mẹ nó có về thì nó cũng phải phủi sạch quan hệ với chúng ta như vậy. Mẹ xem nó đã làm gì với chính người nuôi nó lớn khôn bao nhiêu năm qua." Ánh mắt của bà Phú tối sầm lại. "Điều tra đi." Kết quả điều tra nhanh chóng được đưa về. Quả nhiên kết quả ADN xác định 2 lần bà Nam và Huy không hề có quan hệ huyết thống. Bà Nam và bà Phú cũng không hề có quan hệ huyết thống. Sự thật rành rành trước mắt khiến cho bà Phú giận quá mà phát bệnh. Bà không ngờ rằng cả đời tinh anh cuối cùng lại bị lừa dối suốt 30 mấy năm trời. Bà vậy mà lại đi nuôi một đứa con hoang không phải dòng dõi của Phú gia. Duyên bây giờ mới nói: "Con ái này nó thật to gan, nó dám vụng trộm với kẻ khác rồi bắt anh Phú đổ vỏ." Bà Phú liền đáp: "Hãy nghĩ theo hướng khác, đứa bé đã bị đòi." "Đúng, mẹ nói đúng, con quên mất chuyện này. Nhưng mà tại sao lúc thằng Bảo Nam tròn 30 tuổi cũng gặp nạn suýt mất mạng? Không lẽ con ái đã giàn dựng chuyện này hay sao?" "Chỉ có thể là do nó giàn dựng. Như vậy thì chắc chắn phúc tình kia vẫn đang lẩn trốn, và chúng ta có cơ hội tìm ra nó để giải lời nguyền này." "Ý của mẹ nói phúc tình ấy là đứa con gái thất lạc khác của con ái hay sao?" "Chắc chắn là như vậy. Và năm đó con ái đã sinh đôi 2 đứa con gái Duyên lập tức tìm tới nhà thầy Lý để nói rõ mọi chuyện. Thầy Lý nghe xong thì cũng không khỏi bàng hoàng: "Thật không ngờ bọn họ lại giấu kín chuyện này đến như vậy. Tôi nghi ngờ kẻ đang giúp đỡ họ không hề tầm thường." "Ông đã điều tra toàn bộ gia tộc con ái chưa? Liệu còn ai khác tìm cách trả thù chúng ta không?" "Ngoài những người đã chết, người còn sống vốn an phận. Hơn nữa tôi đã tìm hiểu rất kỹ chuyện năm xưa. Chính chuyện bà ái cắt đứt liên lạc với mọi người, dòng tộc họ cũng không vì một đứa con gái bỏ đi mà lại chơi lại chúng ta như vậy." "Vậy thầy có cách gì nhanh chóng tìm ra thông tin của đứa con gái mất tích năm đó không?" "Có vẻ như là hơi khó, vì năm đó người biết chuyện đều đã chết. Nếu mà con đã không chết thì chúng ta có thể có thêm một chút thông tin." "Thầy sai rồi, con ái còn sống. Nếu nó biết chuyện thì chắc chắn là sẽ liên lạc với con gái của mình. Tuy nhiên tôi thấy lạ rằng để cho người theo dõi nó suốt bao nhiêu ngày tháng qua nhưng mà không thu thập được một chút thông tin nào cả. Người tôi phái đi đều bị cắt đuôi hết, thậm chí có người còn bị đánh tới mức phải bò về nhà. Xem ra con ái này để đề phòng mọi chuyện từ trước, nó sớm lên kế hoạch chơi chúng ta đến cùng." Duyên tới muộn mới trở về nhà. Bà Phú đang nói chuyện điện thoại với 2 chắt nội con của Thái. 2 cô cháu gái này nhanh nhẹn, thông minh, nhưng cả 2 theo mẹ ra riêng từ khi Thái mất vài năm. Lúc đầu bà Phú phản đối ra mặt, nhưng vợ Thái quyết định đi, cho nên bà đành ậm ừ đồng ý vì muốn giữ chắt lại. Bà luôn cảm thấy có lỗi với con dâu của Duyên bởi không dạy bảo được Thái và Tuấn. Cả 2 lúc còn sống ngoài ăn chơi gái gú cờ bạc thì chưa khi nào đem lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình. Bản thân của bà trước đây từng khổ sở vì tính trăng hoa của chồng. Bà thấu tận tim gan nỗi đau của người vợ khi lấy phải người chồng vô tâm. Đó là chưa nói đến chuyện ông Phú còn lo làm ăn phát triển Phú gia. Tuy nhiên 2 đứa cháu nội của bà chẳng biết giống ai mà đần độn, không lo làm ăn mà chỉ lo phá. Bà Phú thấy Duyên trở về thì tắt vội điện thoại rồi hỏi: "Thầy Lý có cách gì chưa?" "Dạ tạm thời chưa ạ. Tuy nhiên còn có cách, mẹ nghe xem đồng ý thì chúng ta tiến hành cho sớm." "Nói đi." Duyên lập tức ngồi xuống ghế, nói lại cặn kẽ hướng giải quyết của mình. Bà Phú liền chau mày rồi nói: "Làm vậy có gì đó nó không ổn lắm. Có khi nào đánh rắn động cỏ không? Nhưng mà chỉ còn cách đó chúng ta mới có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của đứa con gái mất tích kia. Chẳng phải thầy Lý rất giỏi tìm người và chỉ cũng ngày đêm cho người giám sát con ái mà tại sao không phát hiện ra được gì? Không lẽ chuyện gì cũng phải bà già này nhúng tay vào mới được hay sao?" Mấy ngày sau, bà Năm đang làm việc thì nhận được một tin nhắn: "Mẹ mày đang ở trong tay tao. Muốn nó sống thì tốt nhất chuẩn bị 5 tỷ tiền mặt và chờ thông báo của tụi tao. Chuyện này chỉ một mình mày được biết. Nếu có kẻ khác thì mày xác định đến con mẹ mày không ai tìm thấy." Bà Năm lập tức điện thoại cho mẹ, nhưng số điện thoại đã tắt máy. Cậu gọi cho số điện thoại vừa nhắn tin nhưng không được. Chuyện càng thêm rắc rối khi ngay cả ông ngoại của cậu cũng không tìm được bất cứ một chút thông tin nào về mẹ ái. Bà Âm liền gieo quẻ thử nhưng ông Phi liền ngăn lại:
Tôi đã thử hết cách rồi, tất thảy đều không tìm được một chút manh mối nào cả. Đúng lúc đó, đối tác công ty của bà Năm đột ngột rút vốn đầu tư. Bà Năm dường như bị rơi vào trong khủng hoảng. Một phần do công ty gặp khó khăn, một phần do mẹ mất tích không rõ tung tích. Ông Phi liền phân tích: kẻ bắt cóc đòi chúng ta tiền chuộc, công ty con lại rơi đúng vào lúc khó khăn về kinh tế. Ông ngoại chắc chắn cái kẻ bắt cóc tống tiền này muốn nhằm tới công ty mà ra tay. Còn hãy kiểm tra lại hết công ty đối tác và đối thủ cạnh tranh, chắc chắn sẽ có manh mối. Con lo cho mẹ con quá. Nếu là vấn đề công ty đối thủ thì không ngoài Phu Giả. Ông đang lo bà Giả ra tay ngoan độc. Bà ta chắc chắn không ngồi im đợi chết, cho nên sẽ điên cuồng hơn, và cách làm việc thì cũng sẽ độc ác. Bà Âm liền nói: tôi không biết gì về công ty của mọi người, nhưng nếu là Phú Gia ra tay thì chắc chắn họ còn một lý do khác nữa. Hai mắt của ông Phi lóe lên tia lạnh lùng. Họ muốn nhân lúc chúng ta loạn mà tìm phúc tinh của mình. Chỉ e là phía bên họ đã tra ra được thân phận thực sự của con bé rồi. Phen này họ bắt cóc cô Ái coi như là dùng một mũi tên bắn trúng hải đích. Ông Phi tức giận rồi nói: khi bà già chết tiệt này, mối thù của tôi còn chưa giải quyết xong, bà ta lại muốn gom thêm tội. Được, muốn gì thì chúng ta sẽ cho bà ta. Không được, hiện tại bọn họ vốn chỉ đòi tiền chuộc, nếu như đưa con bé ra thì e là chúng ta mất cả chỉ lẫn trải. Bà Nam nghe chuyện thì bèn hỏi: hai người đang nói chuyện gì vậy à? Phu Gia đang tìm phúc tinh, vậy cô gái đó là ai? Ông Phi liền đáp: còn tạm thời lo chuyện quản lý công ty cho tốt. Chuyện của phúc tinh ông ngoại và cô Âm đây sẽ giải quyết. Chúng ta phải dự phòng mọi tình huống để có phương án giải quyết. Xem ra phen này Phu Gia mới đánh cái mẻ lớn rồi, để xem họ bắt được cá hay là cá lớn làm rách lưới. Bên nhà của bà Năm phân chia nhau, mỗi người giải quyết một mảng. Tuy nhiên bên bắt cóc là án binh bất động, bà Năm chỉ có thể im lặng và chờ đợi. 3 ngày sau, lúc 12 giờ đêm, bà Năm nhận được một tin nhắn. Lúc mở máy ra, cậu sốc bởi hình ảnh của mẹ cậu đang bị treo lơ lửng trên không trung. Chiếc váy trắng của bà đã nhuốm màu đỏ của máu. Quá hoảng sợ, cậu điện thoại lại nhưng điện thoại lại tắt máy. Cậu nhắn tin liên tục tới số điện thoại đó nhưng không nhận được câu trả lời. Bà Nam thông báo cho ông Phi biết chuyện. Ông Phi lập tức sai người điều tra, nhưng nơi mà Ái đã tới thì cuối cùng đã bị mất tích. Lần này người được phái đi bảo vệ ngầm cho Ái cũng bị cắt đuôi và đánh cho thê thảm chỉ còn nửa cái mạng. Ông Phi tức giận rồi quát lớn: đúng là con mộ giả độc ác, không ngờ mọi bố trí của chúng ta đều bị bà ta nhìn ra. Hiện tại ngay cả vệ sĩ bí mật cũng bị lộ tẩy. Xem ra phiên này bà ta quyết súng tay rồi. Ông ạ, bây giờ vậy mẹ cháu phải làm sao? Đã 3 ngày liên tiếp rồi, cháu lo quá. Bà Âm bây giờ mới bình tĩnh nói: xem ra bà ta đã chuẩn bị rất kỹ. Phía bên chúng ta bị động mất rồi. Bây giờ tôi mới nhận ra được cái nhược điểm của thuật ẩn thân. Ẩn thân vốn không cho người khác phát hiện ra hành tung. Giờ cũng chính vì nó mà ngay cả chúng ta cũng mất đi thông tin của cô Ái. Bà Nam bây giờ mới thở dài: điện thoại của mẹ có gắn kết nối với lại máy của con. Tuy nhiên có lẽ khi mẹ bị bắt thì chúng đã ném điện thoại đi rồi. Mà nếu quả thật là chúng bắt mẹ đi chỉ vì tống tiền thì sẽ nhanh chóng có thông tin liên lạc để giao dịch. Đằng này chúng lại án binh bất động. Ngoài 2 tin nhắn vừa được gửi từ sim rác ra thì chúng không hề có một động tĩnh gì khác. Bọn chúng muốn làm cho chúng ta loạn tâm. Vậy chúng ta phải đi báo công an. Mẹ mất tích đã 3 ngày rồi, công an sẽ vào cuộc. Giờ chúng ta tự tìm hướng giải quyết và phối hợp với bên công an, còn hơn là phải bị động trên liên lạc của bọn chúng. Ông Phi suy nghĩ hồi lâu rồi gật gù đáp: báo công an đi. Bà Nam lập tức tới công an trình báo vụ việc và tiếp tục chờ thông tin của bọn bắt cóc. Đêm hôm đó bà Nam nhận tiếp tục được một tin nhắn hình. Trong hình không phải là hình ảnh của mẹ cậu, mà là hình ảnh một khoảng đất trống trải để hoa cúc trắng. Trên cái thảm hoa cúc ấy lại có những vệt đỏ tươi như là máu. Cậu không hiểu bức tranh có ý nghĩa gì, bèn đưa cho ông ngoại. Ông Phi nhìn qua thoáng khẽ nhếch môi cười: không ngờ bà già ấy lại chơi cái văn này nữa. Bà Âm liền nói: họ làm vậy muốn tìm ra con bé mà thôi, phải ngăn họ lại. Bà bảo làm sao phải ngăn họ đây, lễ họ cũng đã làm rồi, chỉ e là họ nhanh chóng tìm được thông tin rồi. Vậy tôi đi xử lý chuyện này trước. Cô đi là chết đó, bọn chúng vốn biết thân phận của cô, hiện tại chúng đang dụ rắn ra khỏi hang đó mà. Nhưng mà chậm nữa là con bé sẽ nguy hiểm. Yên tâm đi, còn người của tôi, cô không cần quá phải lo lắng. Hiện tại chúng ta vẫn án binh bất động, xem bọn họ điên cuồng tới mức nào. Bà Nam thì đứng ngồi không yên vì quá lo lắng cho mẹ. Chuyện của công ty đang rối như tơ vò vì đối thủ ra sức gây ép. Tài chính gặp nhiều khó khăn kể từ lúc đối tác rút vốn đầu tư.
Có thể nói đối thủ đã lên kế hoạch chặt chẽ, cùng lúc tung chiêu độc hòng dìm cho Bảo Nam xuống bùn. Sau khi Hận mất, cuộc sống của hai bố con Trinh bị đảo lộn hoàn toàn. Trinh trước đây vốn vui vẻ hòa đồng thì nay biến thành một con người hoàn toàn khác. Trinh cứ lầm lũi cả ngày không nói không cười. Bác Cường cũng chẳng khá hơn là mấy, người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán với một con sâu rượu. Bác ấy ngược lại hoàn toàn với Trinh, phải gây ồn ào cho khu tập thể. Bác ấy lúc vắng nhà thì không sao, nhưng hễ có mặt ở nhà là người ta nghe thấy tiếng trách móc của ông trời, trách móc cho cuộc đời đầy bất công. Hơn thế nữa, bác ấy hay say xỉn và đập phá đồ đạc. Người ta lo lắng cho tương lai của Trinh sẽ bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông chỉ biết uống rượu và đập phá như bác ấy. Vài người hàng xóm tốt bụng có ý tốt khuyên can, bác nghĩ lại và lo cho tương lai của hai bố con. Bác ấy bỏ ngoài tai mọi lời động viên và khuyên bảo của tất cả. Có thể khẳng định sự ra đi đột ngột của Hân chính là một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của các gia đình vốn dĩ đầy ắp yêu thương và tiếng cười ấy. Thời gian dần trôi đi, hai con người còn lại trong gia đình ấy ngày càng lạnh lùng. Mọi người không khi nào tiếc Trinh nào một nụ cười. Cô bé ngày càng người đi trông thấy, có người bèn lên tiếng nhắc nhở: Trinh này, cháu mà cứ không chịu ăn uống nữa thì gầy gò ốm yếu, không có sức mà thi cấp 3 đâu cháu. Mẹ cháu ngày còn sống mong ước điều gì nhất? Chẳng lẽ vì mẹ mất đi cháu lại quên luôn ước mơ của hai mẹ con hay sao? Nó ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía của cô hàng xóm nhưng không đáp lời cô ấy, rồi đi thẳng ra ngoài đường. Một người phụ nữ nhìn theo bóng lưng của nó mà chẹp miệng: Thật là hết cách với hai người này, dù gì thì người chết cũng chết rồi, người sống phải sống sao cho nó tử tế, để cô Hân ở dưới kia đỡ dằn vặt chứ. Mà chị thấy dạo này con Trinh nó có lạ lắm không? Từ lúc mẹ nó mất tới giờ, nó có bình thường lúc nào đâu mà không lạ. Không, ý tôi nói đến cái khác cơ. Cô ấy ghé tai thì thầm một vài câu gì đó khiến cho cô hàng xóm kia tròn mắt lên ngạc nhiên. Này này, phạm miệng nó nghe không? Chị đừng nói năng lung tung kẻo hại chết con nhà người ta. Tôi nói gì lung tung? Chị không để ý con bé xanh xao vẳng vọt thế hả? Cái cổ thì dài ngoằng ra trông thấy. Nó suốt ngày ăn mặc áo rộng nên không lộ bụng, chứ kinh nghiệm chừa đẻ 5 năm của tôi thì tôi khẳng định là nó không có sai đâu. Đúng vậy, họ đang đồn đoán là Trinh có bầu. Tác giả của cái thai ấy được khẳng định là của bác Cương. Không phải tự dưng mà họ nói ra như vậy, tất cả cũng đều có nguyên do. Có lẽ bởi vì con bé Châu trong một lần vô tình nhòm vào khe cửa thì bác Cương đang ôm lấy Trinh ở trong nhà. Hay là có lần khác người ta vô tình nhìn thấy Trinh chạy thục mạng ở đâu về, nước mắt vòng quanh, quần áo sộc xệch, bác Cương hớt hải đuổi theo. Mọi chuyện cứ tiếp tục được đồn đoán theo chiều hướng xấu. Có người bênh thì nói chắc do Trinh thương mẹ cho nên mới ốm yếu làm cho người khác hiểu lầm. Họ tin bác Cương là quân tử, không từ nước đục thả câu, làm tổn thương chính con gái của vợ. Một người khác thì lại lên tiếng: Quân tử gì thì cũng là đàn ông cả thôi. Anh ta đang độ sung sức lại mất vợ đột ngột, có khi nào nhìn con gái nhớ đến mẹ nó rồi mới gây ra cái chuyện thất đức ấy. Có người thì đồng tình: Ui dào ơi, trên báo có đầy cái chuyện mà bố đẻ hiếp dâm đồng loạt cả bốn đứa con kia kìa. Đây chỉ là bố dượng thôi thì khó nói lắm. Ồ, trên tivi người ta còn nói là có cái vụ mà cha dượng ngắm trúng con của vợ rồi hãm hiếp đẩy ra đó. Chuyện này thì có khi nào là thật không? Nếu thế thì khủng khiếp quá. Chẳng gì thấy cái anh Cương này trước đây sống rất là kín chuyện. Ngoài mẹ cô Hân ra thì anh ta đâu có biết đến con đàn bà nào khác đâu. Biết đâu bí quá làm liều. Người ta cứ đồn từ trong khu tập thể ra ngõ, từ ngõ ra ngoài đường. Dần dần cả cái khu ấy ai cũng nhìn bố con của Trinh bằng ánh mắt soi mói. Hôm ấy Trinh đi học về, một người còn kéo hẳn Trinh vào kiểm tra cái bụng xem có phình to lên chút nào không. Trinh vùng vằng không chịu, gặp đúng lúc bác Cương về tới nơi. Bác ấy lừ mắt nhìn người phụ nữ kia rồi kéo Trinh về nhà đóng cửa lại. Hai bố con ở yên trong nhà cho tới tối mới đi ra ngoài. Sau hôm ấy bác Cương bắt đầu mua rất nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho Trinh. Điều ấy lại càng khiến cho mọi người nghi ngờ thêm về lời đồn đoán. Quả nhiên họ để ý thấy bụng của Trinh ngày càng to lên trông thấy. Nhiều người lúc bấy giờ còn khẳng định chắc chắn rằng Trinh đã có bầu. Mọi ánh mắt soi mói, mọi lời nói khiếm nhã bắt đầu dồn về hai bố con nọ. Bác Cường sau khi đi làm về liền lập tức ở lại trong nhà, không có đi ra ngoài. Người ta cũng thấy bác ấy ít đập phá đồ đạc hơn. Trinh vẫn y chang như cũ, lầm lì ít nói, không tiếp xúc với mọi người. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Trong một đêm mưa bão, hai bố con bác Cường dọn nhà bất ngờ. Ngay ngày hôm sau, người ta chỉ thấy cửa nhà bác khóa kín và họ không trở về ngôi nhà ấy nữa. Sau khi họ bỏ đi, có rất nhiều người tới dò hỏi thông tin của bố con họ, nhưng không ai biết tin gì mà trả lời. Hàng xóm cũng chỉ đoán được chắc bụng của Trinh lớn dần bị lộ.
bố con họ đưa nhau đi nơi khác chờ ngày trinh sinh con. Dù gì thì con bé cũng chưa được 15 tuổi. Phía bên nhà bà Phú thì mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là mấy. Bọn họ khó khăn lắm mới bắt được Ái về, hòng tìm ra tin tức của Trinh và một mặt ép Bảo Nam vào con đường cùng. Đáng tiếc bên Bảo Nam lại không màng tới sự nguy hiểm của Ái mà đích thân báo công an vào cuộc. Có một phần do mấy tên bắt cóc nổi lòng tham, cho nên thừa nước đục thả câu, hòng đòi thêm một chút tiền từ bên Bảo Nam. Chính nhờ các cuộc điện thoại và hẹn nơi giao dịch trao tiền thả người mà công an tìm ra dấu vết của nhóm bắt cóc. Bọn họ gồm tất thảy có 3 người. Trong lúc công an truy bắt nhóm đối tượng bắt cóc kia bỏ chạy và xảy ra sự cố với chiếc xe, một vụ nổ do lật xe khiến cho tài xế cùng với 3 người khác trên xe đều chết cháy. Cảnh sát chỉ tìm thấy thi thể cháy đen thui và thông báo về cho gia đình Bảo Nam. Bà Nam nhận được thông tin thì đứng không vững, bởi lẽ hai mẹ con mới nhận được nhau không được bao lâu, bây giờ lại xảy ra một chuyện lớn. Cậu ngã quỵ xuống sàn rồi từ từ lịm dần đi. Nhân viên công ty thấy vậy thì vội vã đưa giám đốc đi cấp cứu. Ông Phi cũng sốc tới mức lên cơn đau tim và suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Phía bên Bảo Nam chỉ còn lại một mình bà Âm chạy qua chạy lại chăm sóc cho cả hai ông cháu của Bảo Nam. Phía bên gia đình bà Phú cũng chẳng khác hơn là mấy. Tuy nhiên vụ tai nạn nổ ra cũng không phải là kết quả quá tồi đối với bà Phú, vì lỡ như tên bắt cóc kia còn sống sót, có khi bà lại dính vào trong vòng lao lý. Duyên hiểu được nỗi lo lắng trong lòng của bà Phú thì liền lên tiếng an ủi. Có vẻ như là kết quả không như ý chúng ta, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng diệt trừ được con Ái thì cũng hạ giả. Hơn nữa thằng Bảo Nam hiện giờ cũng phải nhập viện rồi. Công ty của nó đang dần phải trả giá cho những việc làm hỏng chuyện của chúng ta. Mẹ cũng đừng quá buồn mà tổn hại đến sức khỏe. Bà Phú liền lử mắt. Chết thì cũng tốt, nhưng mà tốt hơn nữa là tìm ra tung tích của đứa con gái kia. Giờ người thì chết, người cần tìm thì cũng mất tích rồi. Tôi xem chị làm ăn sao nói với tổ tiên phụ ra. Duyên nghe mẹ chồng mắng mà tái cả mặt. Thì ngay khi nhận được tin con đã đích thân về cái làng vùng quê ấy để tìm hiểu thông tin, còn Hân bị người ta hãm hại cũng chết rồi. Nó còn đứa con gái thì lại bị bố dượng nằm cho có bầu rồi. Thầy Lý cũng nói rằng cái đứa con gái ấy phải còn Trinh thì mới giải được lời nguyên. Chuyện thành ra như vậy có phải là con mong muốn đâu. Tôi cần kết quả, không cần chị nói nhiều. Bao nhiêu năm qua chúng ta mất quá nhiều người rồi. Các con của chị cũng chết tức tươi cả rồi. Hiện tại chúng ta chỉ còn duy nhất thằng Huy để duy trì nòi giống. Chị hết lần này tới lần khác làm hỏng việc khiến tôi rất là thất vọng. Chị xem lại bản thân của mình đi. Tại sao để của bà già này ăn không ngon, ngồi chẳng yên mãi như vậy chứ? Duyên ngậm tăm mà không đáp lại lời của bà Phú. Duyên hiểu hơn ai hết, bà Phú đang nổi giận nổi đỉnh. Bởi hết lần này đến lần khác, phúc tình bị cướp khỏi bàn tay của họ. Ngay như lần đầu tiên đích thân của bà Phú ra tay bắt Ái, rồi dựa vào cô ta tìm ra được đứa con gái mất tích kia, Duyên không khỏi thầm thán phục khả năng giải quyết công việc của bà mẹ chồng. Tuy nhiên bà đã già, tay chống gậy, nhưng mà cái đầu của bà suy nghĩ luôn trên đại Duyên một bậc. Mọi việc bà làm luôn không khỏi khiến cho người khác phải bất ngờ. Bà Phú một hồi tức giận, chống gậy bỏ về căn phòng nhỏ trên tầng. Suy thấy mẹ chồng đi khỏi thì liền thở phào nhẹ nhõm. Ái chết là điều Duyên mong đợi bấy lâu. Trên đời này nếu thứ gì khiến cho Duyên căm thù nhất thì chính là Ái. Ngay từ cái ngày Ái xuất hiện sánh vai cùng Phú, Duyên đã hận rằng không thể dùng dao đâm cho Ái một nhát chí mạng để giải quyết được nỗi bực ở trong người. Bao nhiêu đứa con gái lượn vẩn quanh Phú đều bị Duyên ra tay tàn độc, trừ khử nhanh gọn. Bàn tay của Duyên vốn đã sớm nhúng chàm và cũng không ngại làm cho nó nhuốm máu thêm nữa với những kẻ dám xen ngang vào cuộc sống của mình. Duyên không ít lần muốn đẩy Ái tới chỗ chết, tuy nhiên lần nào Ái cũng ngoạn mục thoát chết rồi còn lên mặt chống lại Duyên. Bàn tay của Duyên vân vê trước bàn, ánh mắt toát lên ý cười. Diệp Ngọc Ái, ngày tàn của mày cuối cùng cũng tới, không uổng công tao chờ đợi bao nhiêu năm. Tao chỉ tiếc không tự tay xử lý mày, nhưng mà dù sao tao cũng không hơn thua với một người đã chết như mày. Tuy nhiên đứa cháu ngoại của mày tao nhất định sẽ tìm ra. Bao nhiêu thứ mày nợ tao thì tao dùng cháu của mày tính toán. Duyên lấy điện thoại gọi điện cho bên thám tử theo dõi Bảo Nam. Tình hình bên đấy sao rồi? Vẫn đang nằm cấp cứu trong phòng cách ly chưa được ra ngoài. Có cách gì giải quyết nó được hay không? Dù gì nó sống lại thì cái công ty của nó cũng còn cái đống phế liệu mà thôi. Nó trực tiếp nhìn tiền đồ bị hủy bỏ, mẹ thì chết đau đớn, có khi còn đau khổ hơn cả chết. Mày giúp tao giải quyết sớm đi. Duyên siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi thì thầm. Bảo Nam, mày sống đến hôm nay đã là quá đủ rồi. Tao đưa mày xuống đoàn tụ với con mẹ mày. Diệp Ngọc Ái à, tao gửi con trai của mày xuống cho mẹ con mày hàn huyên tâm sự. Có trách thì cũng trách mày khi xưa dám xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tao.
Duyên quả nhiên sai người đột nhập vào trong bệnh viện làm hại Bảo Nam, mà khác Duyên cho người giáo giết truy tìm tung tích của Trinh. Tuy nhiên con bé đã không còn là một Trinh nữ, nhưng có thể dùng con gái của Trinh để làm vật tế đổi mạng cho Huy lúc cấp bách, và tiếp tục ép cô bé sinh ra đứa con gái khác, dùng nó để giải lời nguyện khi đứa con gái tròn đủ 16 tuổi. Ngoài ra Duyên còn có một mối thù khác, chính là người đàn bà tên Âm. Duyên hận bà ta tới tận xương tủy, bởi bao nhiêu năm qua bà mang Duyên ra làm trò đùa. Duyên bị bà ta lợi dụng, vừa cung cấp thông tin về thể lý, vừa hại chính bản thân của mình mấy lần, không thực hiện được kế hoạch. Mối thù này Duyên nhất định phải tính cả vốn lẫn lời. Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại của Duyên đổ chuông. Duyên nhìn số điện thoại, mắt sáng lên. Tôi đây, tìm thấy bà ta chưa? Đã thấy, bất ngờ là bà ta hiện tại đang chăm sóc cho thằng Bảo Nam. Duyên nghe xong cũng không đến làm lạ, bởi vì chống đối lại Phú Gia chỉ có thể là Ái. Hiện tại Ái chết thì bà ta chắc chắn phải bên cạnh Bảo Nam. Duyên liền gật gù. Được rồi, báo cho tôi mọi hành động của bà ta, chú ý hoàn thành tốt sẽ có thưởng. Duyên tắt điện thoại rồi cười khoái chí. Ông trời đúng là vẫn còn đang giúp ta. Phen này tao cho tụi mày chết chung với nhau cho vui. Đường xuống suối vàng bọn mày sẽ không còn cô đơn nữa. Tại bệnh viện, một y tá đeo kính bịt khẩu trang che khuôn mặt từ từ tiến vào trong căn phòng đặc biệt. Bà Nam đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Vị y tá rút ống tiêm bơm thẳng vào trong ống truyền. Vài giây ngắn ngủi, cả xi lanh thuốc được bơm vào trong bình truyền nước. Vị y tá đứng vài giây rồi lập tức rời đi. Duyên ở nhà nhận được tin của tên sát thủ đã báo hoàn thành nhiệm vụ và mở cờ ở trong bụng. Đã lâu lắm rồi tâm tình của Duyên mới tốt đến như vậy. Trong vài ngày ngắn ngủi, Duyên đã loại bỏ được cả hai mẹ con của Ái, những kẻ Duyên căm thù tới tận xương tủy. Duyên rút điện thoại ra gọi cho một người khác. Cậu tìm ra bà ta chưa? Từ tối qua bà ta về nhà không ra khỏi nhà của bà Nam. Chúng tôi vẫn đứng canh chừng ở bên ngoài. Nếu bà ta ra khỏi nhà chúng tôi sẽ ra tay. Đồ ngu, tụi mày không biết đường đột nhập vào trong nhà bắt người hay sao? Nhà này có hệ thống báo động và bảo vệ mọi nơi. Bà tưởng chúng tôi không muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm hay sao? Nếu vào trong được, chúng tôi đã không chờ đến tận bây giờ. Bỏ đi. Có thể cho chúng tôi một nhát lấy mạng của bà ta không? Không được. Tao chỉ muốn bắt sống cô ta. Tao muốn chơi với cô ta một trò chơi. Khi nào chơi rồi sẽ tự tay tao giải quyết. Nhiệm vụ của tụi bay là bắt sống bà ta đưa về đây. Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, Duyên nghiến răng hàm lại rồi nghĩ. Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Tại mày mà con của tao phải chết oan uổng. Mày dám mang tao ra làm trò đùa của cả mười mấy năm. Có trách thì hãy trách mày đứng nhầm phe mà thôi. Mấy tên được phái đi theo dõi bà Âm, nhưng mà cả mấy ngày liền bà Âm liền không ra khỏi nhà. Sau cùng bọn chúng đánh liều đột nhập vào trong nhà, chỉ thấy căn nhà trống trơn, người cũng biến mất từ lúc nào. Bọn họ lập tức điện thoại báo cho Duyên biết. Duyên điên tiết chửi cả lũ thậm tệ rồi yêu cầu tìm bà ta. Bà Phú vừa nghe Duyên chửi một trận thì bèn thắc mắc. Chàng chửi cái gì vậy? Lại hỏng việc sao? Còn có một chút việc riêng. Là chị sai người xử lý thằng Bảo Nam sao? Vâng, thằng khốn đó sống qua lâu rồi, con không muốn nó tiếp tục cản đường của chúng ta. Được rồi, chị quản lý công ty cho nó tốt. Bên Bảo Nam bây giờ đang loạn nên chúng ta thừa cơ hội thâu tóm, không cho bọn chúng có cơ hội ngóc đầu lên được nữa. Còn Ái chết, thằng Bảo Nam cũng chẳng còn. Mà còn lo bọn chúng nó sống được là hay sao? Chị đừng mừng quá sớm. Nếu một mình con Ái có đủ sức làm chúng ta chào đảo một năm hay không, chắc chắn bọn chúng vẫn còn người khác. Hiện tại họ trong tối, chúng ta không có rõ. Hơn nữa lúc chị sai người sát hại thằng Bảo Nam xong, có cho người tiếp tục theo dõi động tĩnh ở bên bệnh viện hay không? Ai là người tới làm thủ tục đưa thằng Bảo Nam đi hậu táng? Bọn họ không hề làm ma chay tại nhà. Vậy rốt cuộc xác của thằng Bảo Nam được đi đâu? Vậy rốt cuộc thì xác của thằng Bảo Nam được đem đi đâu? Những việc ấy chỉ có điều tra khẩm. Duyên nghe bà Phú nhắc tới mới chột dạ. Đúng là cô ta không nghĩ tới mấy chuyện này. Có nhân bà Phú suy nghĩ sâu xa hơn cả. Dạ mẹ, con sợ ý quá. Vậy con cho người điều tra ngay lập tức. Quá muộn rồi, tôi đã cho người điều tra. Bên bệnh viện nói là do xác của thằng Bảo Nam bị đánh cắp khỏi nhà xác ngày hôm đó. Duyên tròn mắt đầy ngạc nhiên. Đánh cắp xác chết sao? Tại sao bọn họ lại làm như vậy? Không lẽ họ sợ bị lộ kẻ đứng đằng sau hay sao? Chứ chị còn nghĩ tới chuyện gì? Tôi nhắc cho chị nhớ, chuyện gì cũng phải nghĩ cho thật kỹ rồi mới hành động. Tất cả mọi chuyện phải cẩn trọng, không được phép xảy ra có sơ hở. Ngoài ra còn một điều, chị phải khắc cốt ghi tâm. Khinh địch chính là tối kỵ. Vâng, con ghi nhớ lời mẹ dạy.
À, chuyện là cháu cũng 20 tuổi rồi, 2 năm nữa là nó tốt nghiệp. Hiện tại con muốn đưa cháu đến công ty làm quen dần, nhưng mà cháu nó nhất quyết không có chịu mà muốn học xong ra nước ngoài. Ý cô mẹ thế nào ạ? Việc công ty phải quản cho tốt. Riêng thằng Huy tính tình thật thà, lại thương người quá. Nếu một người quá nhân từ thì không phù hợp làm quản lý Phú Gia đâu. Mẹ, ý mẹ là sao ạ? Tại sao cháu Huy lại không phù hợp làm quản lý Phú Gia chứ? Tại sao chị phải nhảy dựng lên như vậy? Tôi nói không đúng hay sao? Bản tính của thằng Huy là lương thiện, cuộc sống của nó quá đơn giản. Một đứa bé được bao bọc trong một môi trường chỉ có tình thương và phẳng lặng như vậy, thì liệu khi giao Phú Gia vào tay của nó, có khi nào chỉ cần một cơn lốc nhỏ không đủ đánh tan Phú Gia hay không? Mẹ, nhưng mà Phú Gia hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi thằng Huy là cháu trai. Sự nghiệp sau này không giao cho nó thì giao cho ai chứ ạ? Chuyện đó thì từ từ tính, hiện tại chưa phải lúc bàn tới người kế nhiệm. Tôi còn khỏe, còn đủ sức để chèo chống Phú Gia. Hơn nữa chẳng phải còn chị đang quản lý rất tốt hay sao? Đàn ông thì tốt, nhưng mà nếu không có đàn ông thì đàn bà cũng không thể nối nghiệp gia đình. Vâng, con cũng sẽ cố gắng đào tạo cháu Huy, nhất định cháu sẽ làm thật tốt. Bỏ đi, lúc khác chúng ta nói chuyện này. Tôi có việc cần ra ngoài giải quyết. Chỉ cho người tiếp tục dò la tin tức của con bé Trinh. Lần này bằng mọi giá phải bắt nó về, nhốt nó lại. Cứ coi như là lại nuôi thêm một con gia súc trong nhà, chờ đến ngày giết thịt. Bà Phú nói xong thì liền đi ngay. Duyên hậm hực trong lòng về chuyện bà Phú vừa nói. Không lẽ vì thằng Huy nó bản tính hiền lành mà lại bị bỏ qua cơ hội kế nghiệp Phú Gia hay sao? Duyên đi qua đi lại trong nhà không biết bao nhiêu lần, suy nghĩ về kế sách giúp cho thằng Huy có thể tranh thủ sự đồng tình của bà Phú. Trước đây lúc thằng Bảo Nam còn ở nhà thì bà Phú luôn ra mặt bênh vực nó và xem trọng nó hơn thằng Huy. Điều đó làm cho Duyên cảm thấy khó chịu. Hiện tại thằng Bảo Nam cũng đã bị hủy trong tay của Duyên. Mối lo ấy đã hoàn toàn tan biến. Ấy vậy mà bà Phú vừa tuyên bố rằng thằng Huy lại không còn phù hợp quản lý Phú Gia. Phải chăng là trong lòng của bà đã có dự liệu gì khác? Duyên suy nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc chuyện này nên giải quyết theo hướng nào cho phù hợp. Duyên chịu hy sinh cả đời, cũng chỉ mong có ngày con cháu của mình được nắm quyền ở Phú Gia. Tuy nhiên kể từ khi chồng của Duyên qua đời, bà Phú vẫn tay hòm chìa khóa, một mình nắm quyền quản lý Phú Gia. Duyên nhào đôi mắt nhìn về hướng căn phòng nhỏ trên tầng thì ghét thì thầm. Mày phải cố lên, quyền quản lý Phú Gia nhất định phải thuộc về mày. Thằng Huy nhất định sẽ trở thành người kế nhiệm duy nhất của Phú Gia. Bà Phú đi khỏi nhà tới tối muộn mới về đến nhà. Mấy ngày sau bà Phú cũng rời khỏi nhà như vậy. Duyên thấy vậy thì sinh nghi, thì bèn bí mật theo dõi bà Phú. Lần nào bà cũng tới nhà của hai cô cháu gái là Diệu và Tuệ. Duyên thoạt đầu hơi ngạc nhiên, sau này bắt đầu tìm hiểu thì ra bà Phú đang cố gắng đào tạo cháu gái con của Thái. Nói tới hai cô gái này, Duyên không có cảm tình nhiều lắm, bởi lẽ ngay từ những ngày Văn về làm vợ của Thái thì người phụ nữ này đã luôn làm cho Duyên thất vọng. Văn là một người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập. Cũng bởi vì quá mạnh mẽ cho nên cô con dâu này năm lần bảy lượt tính xử lý chồng rồi đứa con đi xa. Duyên lại can thiệp khá sâu vào gia đình con trai, cho nên mẹ chồng nàng dâu cũng nhiều chuyện bất đồng. Ngày Thái mất không lâu thì Văn tính được các con đi xa, thoát khỏi Phú Gia. Văn vốn chỉ sinh được hai cô con gái, cho nên Duyên cũng không mấy mặn mà, bởi vì cái Duyên cần là đứa cháu đích tôn. Người làm được chuyện ấy chỉ có Oánh là vợ của Tuấn. Bởi vậy lúc bà Phú nhượng bộ với Văn vì không muốn cắt đứt liên lạc với đứa cháu này, Duyên cũng không buồn để tâm cho lắm. Tuy nhiên hiện tại mọi chuyện đã xoay chuyển. Duyên hằn học nét mặt, đúng là đáng ghét. Thật là mỗi lần bà ta điện thoại cho con Diệu và con Tuệ luôn ở trong phòng. Đúng vậy, bà Phú thường xuyên liên hệ với mẹ con Văn. Mỗi lần Duyên bắt gặp bà Phú lại luôn tắt điện thoại. Hiện tại thái độ và hành động của bà Phú đã thể hiện ra mặt như vậy, chứng tỏ là bà đã sắp xếp mọi chuyện và lựa chọn người kế nghiệp Phú Gia không phải là thằng Huy. Duyên càng nghĩ tới việc ấy thì càng cảm thấy khó chịu ở trong lòng, cho nên đi thẳng sang chỗ của thằng Huy trò chuyện. Huy thấy bà nội bất ngờ ghé thăm mà không điện thoại báo trước thì ngạc nhiên lắm. Sao bà ghé thăm cháu mà không có nói trước, ngộ nhớ cháu đi vắng thì sao? Bà tiện đường ghé thăm cháu của mình học hành ra sao? Hơn nữa giờ bên công ty quá nhiều việc khiến cho bà đau đầu. Những người bà có thể tin tưởng lại không có nhiều, cho nên khó lòng chia sẻ công việc được với bà. Cháu sinh ra vốn thông minh nhanh nhẹn, liệu cháu có giúp đỡ bà được vài việc hay không? Huy suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, nếu mà việc quá cấp bách thì cháu có thể tạm giúp bà một thời gian. Cháu thực không muốn về nhà phát triển sự nghiệp sao? Cháu cũng có ước mơ mà, hơn nữa cháu muốn tự lập như là chú Bảo Nam. Duyên nghe Huy nhắc tới Bảo Nam thì liền nổi giận. Cháu còn dám nhắc tới cái thằng đó trước mặt bà sao?
Cháu có biết là mẹ con nó đã gây thiệt hại cho Phú Gia thế nào không? Cháu nghĩ chuyện gì nó ra chuyện đó. Chú ấy và bà ái đấu lại Phú Gia, nguyên nhân cháu không có nhắc tới. Nhưng mà thương trường như là chiến trường, cả lớn nước cá bé là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa chẳng phải Phú Gia cũng dồn Bảo Nam vào con đường cùng rồi sao? Cháu cũng muốn nói đến cái ý chí và tự lập của chú ấy thôi. Chuyện đã đoán của mọi người cháu không muốn tham gia vậy ạ. Cháu nói thế mà nghe được hay sao? Vậy nếu như hôm nay Phú Gia bị bại dưới tay của họ thì cháu vẫn sùng bái kẻ thù hay sao? Đầu óc cháu cái kiểu gì vậy? Hay là nó cho cháu ăn bùa mấy thuốc lú gì? Bà nội, cháu xin lỗi vì làm cho bà tức giận. Cháu chỉ vì nêu quan điểm của mình. Bản thân của cháu sinh ra đã là viên ngọc của Phú Gia. Mọi chuyện đến với cháu quá thuận lợi. Cháu ăn gì, mặc gì, học gì đều có người lo từ A đến Z. Nhiều lúc mà cháu thích cuộc sống nhàm chán vô vị lắm. Cháu thực sự muốn đi trên chính đôi chân của mình. Quả thật nếu có ngày mà Phú Gia bị thế lực nào đó đánh bại thì cháu sẽ dùng chính đôi tay của mình để gây dựng lại Phú Gia. Duyên tức tới mức mặt mũi đỏ căng đỏ cái. Đúng là làm cho người ta tức chết mà. Cháu cứ nuôi cái tư tưởng lập nghiệp từ đôi bàn tay. Thì lúc cháu có được sự nghiệp, bà đâu cũng mồ yên mà đẹp rồi. Có khi xương cốt cũng mục lâu rồi. Bà đừng nói vậy. Bà đừng còn trẻ khỏe lắm. Hơn nữa chẳng phải bà đang quản lý Phú Gia rất tốt hay sao? Bà Nam tài giỏi như vậy cũng bị Phú Gia nuốt sống rồi, vậy bà còn lo cái điều gì nữa? Bà nói thẳng luôn, cháu chính là người được bà chọn kế nghiệp Phú Gia. Hiện tại cháu cũng đã lớn rồi, đây là lúc cháu cần phải theo bà quản lý công ty và học hỏi kinh nghiệm dần đi là vừa. Cháu đừng để cho bà nội thất vọng. Nếu cháu không chịu nghe lời thì cháu đừng gọi bà là bà nội nữa. Duyên nói xong thì liền bỏ đi. Dường như thái độ của Huy làm cho người bà nội như Duyên quá thất vọng. Bà Phú nói đúng, một người như Huy thì khó lòng có thể giữ được Phú Gia, chứ đừng nói là phát triển. Duyên nhất định phải có cách thay đổi suy nghĩ của thằng cháu đích tôn, khiến nó một lòng một dạ vì Phú Gia mà chiến đấu. Nhất định Phú Gia phải do thằng Huy quản lý, chứ không thể thuộc về bất cứ một kẻ nào khác, kể cả những đứa cháu gái khác của Duyên như là Tuệ và Diệu. Một suy nghĩ táo bạo được Duyên sắp xếp ở trong đầu. Duyên bắt buộc phải tìm ra điểm yếu của mẹ chồng. Nếu như có thể ra điều kiện thì có thể ép bà Phú giao lại quyền quản lý Phú Gia cho Huy, hoặc là Duyên dùng biện pháp mạnh ép Tuệ và Diệu thấy khó mà lui, không tiếp tục có ý đồ với sản nghiệp của Phú Gia. Bởi theo quan điểm của Duyên thì người tiếp quản Phú Gia phải là Huy mới có thể tránh cho Phú Gia rơi vào tay của kẻ khác. Bởi những cô cháu gái ấy lớn lên sẽ có ngày lấy chồng. Chuyện gì sẽ xảy đến nếu Phú Gia bị chồng của mấy đứa cháu gái kia thảo túng? Nghĩ sao làm vậy, người phụ nữ ấy tiến thẳng tới ngôi nhà mà cô ta chắc chắn sẽ tìm ra được điểm yếu của bà Phú, và biết đâu Duyên có thể lợi dụng thời cơ tốt để giành quyền quản lý Phú Gia sớm hơn một bước. Một thời gian sau, bà Phú vẫn thường xuyên ghé nhà hai cô cháu gái Diệu Tuệ. Duyên biết nhưng cứ vờ như là không biết, ra sức đào tạo Huy. Duyên giao cho Huy nhiều việc hơn và bắt cháu phải đi cùng mình gặp gỡ một số khách hàng, mặc dù cậu không hề muốn. Hơn thế nữa, Duyên còn nhờ người tìm và giới thiệu bạn gái cho Huy. Huy nghe nhắc đến bạn gái thì liền giãy nảy lên phản đối. Oánh là người hiểu rõ nội tình ở bên trong nên vẫn ngầm ủng hộ mẹ chồng trong việc quyết định cho Huy lập gia đình sớm một chút, phòng ngừa có sự bất chắc. Duyên ngoài việc tiến hành song song cả tìm bạn gái cho Huy, liền tiếp cận Phú Gia thì tạo sức ép để cho Huy gặp bữa bà Phú. Duyên nghĩ càng để cho hai người đó gặp nhau thường xuyên thì sẽ gây được ấn tượng tốt, sẽ thuận lợi hơn cho thời gian về sau. Bà Phú chẳng hiểu có rõ tâm ý của cô con dâu này hay không, nhưng vẫn tỏ thái độ y như trước. Huy về nhà nhiều hơn, nhưng số lần gặp mặt với bà Phú lại ít hơn trước. Duyên thấy vậy mà khó chịu ở trong lòng. Cô ta càng chắc mẩm hơn chuyện mẹ chồng đã gạt thằng cháu đích tôn ra khỏi tầm ngắm để hướng về hai cô cháu Diệu và Tuệ. Hai cháu gái của Duyên thông minh xuất chúng, hơn nữa cả hai cá tính mạnh mẽ và rất mực nghe lời của Văn. Duyên không ưa mẹ tụi nó, cho nên trước nay cũng không hài lòng với hai đứa cháu này. Trong lòng của Duyên vốn chỉ hướng tinh duy nhất một mình Huy, cho nên bỏ qua chuyện của Diệu và Tuệ. Hiện tại nhìn lại Duyên mới thấy ngạc nhiên, bởi cả hai đã trưởng thành và rất chững chạc. Bà Phú điều luôn hai cô cháu gái về Phú Gia làm việc và chịu sự quản lý từ một số nhân vật cốt cán của Phú Gia. Bọn họ nếu hợp phe với nhau thì chẳng phải Huy sẽ mất điểm trước bà Phú hay sao? Duyên nghĩ vậy cho nên âm thầm lên kế hoạch tự mình phá rối công ty rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu hai cô cháu nội. Thật ngạc nhiên rằng bao nhiêu cố gắng của Duyên lại thành công cốc, mà hành động của Duyên dù có kín kẽ tới đâu cũng bị một bàn tay vô hình nào đó phá nát. Hai cháu gái của Duyên vốn không hề hấn gì mà ngược lại còn tạo được ấn tượng tốt trước toàn thể công ty.
Duyên từ phá hoại các cháu lại biến thành một cơ hội tốt để cho cả Diệu và Tuệ thể hiện bản thân của mình. Bà Phú mỗi lần chứng kiến hai cháu gái bắt tay nhau giải quyết các mối họa trong công ty thì lại sung sướng ở trong lòng. Mỗi lần như vậy, bà lại tự ghé quầy đồ cổ thưởng cho mình một món đồ đắt giá, rồi ngắm nghía cả bởi trong phòng, không bước ra bên ngoài. Duyên bắt đầu cảm thấy nóng ruột, bởi vì Huy không hề gây được cảm tình tốt hơn với bà Phú, mà ngược lại Diệu Tuệ lại càng khẳng định được lòng của mẹ chồng cô hơn. Một buổi chiều ngày chủ nhật, Duyên cho gọi hết con cháu trở về ăn bữa cơm sum họp gia đình. Mọi người thấy Duyên gọi về, ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là ba mẹ con của Văn. Tính ra kể từ ngày Văn đưa hai đứa cháu ra bên ngoài thoát khỏi Phú gia, thì đây là lần đầu tiên Duyên ra lệnh cho con cháu tụ họp như vậy. Mọi lần mọi người về nhà cũng chỉ là vào dịp lễ, chứ không có chuyện gấp sẽ không họp đại gia đình như thế. Văn bán tín bán nghi hỏi các con: thực ra hai đứa có biết lý do tại sao bà nội lại yêu cầu họp gia đình không vậy? Chuyện này mẹ thấy rất là lạ. Tuệ liền vui vẻ đáp: mẹ ngại bà nội sao? Đã có cụ chống lưng thì mẹ lo cái gì chứ? Văn liền lắc đầu: chắc chắn không đơn giản là ăn cơm. Sau này mẹ con mình không hề ở Phú gia, chuyện bên ấy cũng phức tạp, mẹ không muốn nhúng tay vào tránh rước họa vào thân. Mẹ cũng là con cháu của Phú gia mà, hơn nữa chúng con bây giờ lớn cả rồi, hai chị em con lại được lòng của cụ, con không sợ bà nội gây bất lợi cho chúng ta. Mẹ vẫn nhắc các con làm gì thì cũng phải có chừng mực. Mẹ con mình không có Phú gia thì cũng không chết đói. Những người trong gia đình này phức tạp vô cùng, các con chờ người non già làm sao hiểu biết được hết sự tình ở bên trong. Hổ dữ không ăn thịt con mà mẹ, con không tin là bà nội có thể gây bất lợi cho chúng con. Mẹ nghĩ khác, kể cả cụ nội con cũng không hề đơn giản chút nào. Nếu mà chúng ta không đề phòng tình huống xấu thì chỉ e là thiệt thân mà thôi. Chúng con về Phú gia mấy tháng rồi, nhiều chuyện lúc đầu cũng không hiểu tại sao, nhưng mà dần dần sau này con mới nghiệm ra rằng thực ra thì cụ nội đang muốn đào tạo chúng con mà thôi. Bà nội ra sức gây khó dễ thì cụ nội lại muốn đẩy chúng con vào vũng bùn. Tuy nhiên sau mỗi lần như vậy thì chúng con lại có thêm được kinh nghiệm. Mẹ thấy đó, hai chị em chúng con vẫn tốt và chắc chắn sẽ sớm ngày lên cầm quyền của Phú gia. Văn liền lắc đầu: mẹ không muốn các con tham vọng như vậy đâu, càng tham vọng thì lại càng sớm bại thôi con ạ. Mẹ trước nay chỉ mong ba mẹ con mình có một cuộc sống an bình, không sân si với đời. Không phải tự dưng mẹ đưa các con rời khỏi Phú gia, các con hiểu ý của mẹ chứ. Chúng ta từ bỏ nhưng mà chính cụ nội đang đứng về phe chúng ta mà, chị em con chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Văn khuyên các con nên giữ chừng mực, không can thiệp quá sâu vào chuyện của Phú gia, không phải là không có nguyên nhân. Ngày Thái còn sống, trong vô số những lần say xỉn đã vô tình nói lộ ra cho Văn biết những bí mật kinh hoàng của Phú gia. Hơn này hết, Văn hiểu ở trong lòng rằng nơi ấy không phải là thiên đường như người ta vẫn nói, thậm chí đó chính là địa ngục, một địa ngục không lối thoát cho kẻ nào tự mình chôn thây vào nơi đó. Khi Duyên thông báo cho toàn thể đại gia đình về Phú gia dùng cơm, trong lòng của Văn đã luôn lo lắng không an. Dường như Văn cảm nhận được đợt sóng ngầm đang âm ỉ và chờ đợi thời cơ lại bùng phát. Văn cố sức khuyên các con hãy an phận và sống lạc quan với cuộc sống hiện tại, nhưng mà dòng máu trong con người các con cô một nửa lại là của Phú gia. Diệu và Tuệ thời gian qua lại được bà Phú ra sức bồi dưỡng theo một phương thức rất đặc biệt. Văn lo sợ chuyện này sẽ để các con vào vòng xoáy của tiền tài và địa vị. Văn lo sẽ có ngày các con bị cuốn vào Phú gia và không thể có con đường lui. Bà Phú vốn là một người đàn bà ác có thừa, độc luôn dư. Đầu óc của bà lập dị khác những người phụ nữ bình thường, thì không có lý do gì lại tự dưng bỏ qua cháu trai mà đào tạo cháu gái để kế nghiệp. Tuy nhiên các con của Văn còn quá non để nhìn nhận sự việc. Hơn nữa cả hai lại đang háo chiến, cho nên Văn dù có khuyên thế nào cũng khó lòng thay đổi được tư duy của các con. Văn sau cùng quyết định lao theo các con, vừa ít ra để bên cạnh hai đứa còn có một cái đầu tỉnh táo như Văn để đánh giá lại sự việc. Bữa cơm gia đình thân mật diễn ra theo đúng nghĩa. Suốt buổi tối ngày hôm ấy, Văn ít khi nói chuyện mà chỉ lặng lẽ dùng bữa. Cô lần lượt quan sát sắc mặt của từng người trong gia đình. Duyên vốn chẳng ưa gì Văn, cho nên cả buổi chỉ nói chuyện với Diệu và Tuệ. Duyên còn không ngớt lời khen ngợi hai cô cháu gái vừa tài giỏi hơn người, làm cho bà nội như Duyên phải nở mày nở mặt. Diệu và Tuệ được khen từ cười tít mắt. Tuy nhiên trong lòng hai cô gái không khỏi thầm trách bao nhiêu, bà nội muốn nhấn hai cô xuống bùn. Nếu không phải vì sau hai cô còn có cụ nội thì chỉ e rằng sớm bị bà nội nhấn xuống tận đáy, không thể nào có thể ngóc đầu lên nổi. Mọi người đối xử với nhau ngoài mặt nở như hoa, nhưng trong lòng thầm mắng chửi thậm tệ.
Trở về nhà, Diệu và Tuệ bàn tán xôn xao về việc Duyên lệnh cho con cháu mỗi tuần phải có mặt ở nhà họp và ăn bữa cơm thân mật. Tuệ nghi ngờ bà nội cố ý thăm dò các cô, nhưng mẹ Văn lại có một suy nghĩ khác hẳn hai con. Mẹ chỉ lo đây là bước đệm cho người nhà họ chuẩn bị làm đại sự mà thôi. Mẹ không muốn anh em tương tàn. Phu gia vốn không thuộc về chúng ta, các con có mơ tưởng. Diệu liền cười rồi nói, chứ còn đâu có muốn giành, nhưng mà nếu có người dâng lên thì tại sao chúng ta phải từ chối? Văn đáp lại lời của con gái, con nghĩ gì khi con hổ lại nhổ cà rốt cho con thỏ ăn? Chỉ khi nó muốn nuôi béo rồi ăn thịt thôi con ạ, con đừng ngây thơ như vậy. Diệu liền đáp, nhưng mà hiện tại phu gia thế hệ chúng ta chỉ có anh Huy là con trai, Ngọc Hà thì không thích kinh doanh và còn nhỏ tuổi. Hai chị em con cứng cáp ăn đứt anh Huy rồi. Rồi con là bước đệm cho ai đó thì tạm thời chúng con cứ thử nắm quyền cho biết. Cờ chưa tới tay, chưa biết các con còn mạng để nắm quyền hay không. Bà nội các con gian ngoan khác người, nhưng mà cụ nội các con còn trên tay cả bà nội vài lần. Các con đừng tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy. Hai cô con gái của Văn vẫn bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Hàng tuần bọn họ vẫn trở về bên phú gia để dùng bữa theo đúng lệnh của Duyên, để gắn kết lại tình cảm trong gia đình. Công việc của Diệu và Tuệ cũng không hề gặp khó khăn như trước. Cả hai đã tin tưởng rằng mình có thể đứng trên đỉnh cao. Đáng tiếc chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đó lại xảy ra cái sự cố bất ngờ. Văn điện thoại cho hai con gái cả chiều nhưng không được. Điện thoại liên tục báo tắt máy. Bất đắc dĩ Văn phải gọi điện về cho Phú gia để hỏi xem các con có tiện đường ghé về nội ăn cơm hay không. Bà Phú nghe điện thoại thì ngạc nhiên. Hai con bé hôm nay không có về, con hãy gọi điện thoại lại xem sao, gọi lên công ty kiểm tra. Con gọi rồi, bảo vệ nói là hai đứa đã rời công ty từ sớm bà. Vậy tụi nhỏ chắc đi chơi với bạn bè chứ gì? Con hỏi hết những người cần hỏi rồi, nhưng mà không ai thấy các cháu cả. Dùng định vị đi, tụi nó dùng điện thoại thì mau kiểm tra. Đáng tiếc là điện thoại của hai bị vứt ở ven đường. Cả hai lúc bấy giờ đều mất tích. Nghi ngờ việc hai con bị bắt cóc, Văn lập tức lên công an trình báo. Đáng tiếc họ nói là chưa qua 48 giờ cho nên phía công an chưa có kết luận. Văn gọi điện thoại cho Duyên xin giúp tìm kiếm. Duyên cũng nhanh chóng cho người giáo giết tìm kiếm hai cô gái. Ngày hôm sau, Văn nhận được một cuộc điện thoại lạ báo cả hai cô gái đang nằm trong tay bọn họ. Bọn họ muốn có một khoản tiền chuộc rất lớn. Văn nghe được bọn họ tống tiền nói chuyện mà thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất cho tới hiện tại các con của cô vẫn giữ được tính mạng. Tuy nhiên bọn bắt cóc lại không cho Văn nói chuyện với các con, mà chỉ một mực yêu cầu Văn chuẩn bị số tiền mặt ấy trong vòng 3 ngày, rồi hắn sẽ tiếp tục điện thoại ra chỉ thị. Văn lo lắng con gặp nạn cho nên không công báo công an vì việc bắt cóc mà tự mình chuẩn bị tiền chuộc. Thật đáng tiếc, số tiền chuộc giao xong, nhưng khi đến địa chỉ bọn bắt cóc nói, Văn chỉ thấy một ngôi nhà hoang không có bóng người. Người của bà Phú cũng ập tới đúng lúc đó tìm người, nhưng tất thảy đều thất vọng. Văn trở về Phú gia và bất ngờ khi bà Phú đã sai người theo sát bắt được kẻ tống tiền. Hắn bị treo ngược lên trần nhà, người chi chít vết roi tuôn máu nhìn vô cùng đáng sợ. Văn nhào lên giật phăng chiếc roi trên tay của một kẻ bịt mặt, quất liên tục nhiều nhát lên kẻ bắt cóc, tra hỏi tung tích của các con. Hắn ta bị đánh tới không còn sức để đáp lại câu hỏi của Văn. Bà Phú lệnh thả hắn xuống, rồi dùng nước dìm cho đến chết nếu hắn không chịu mở miệng. Quả nhiên chiêu của bà Phú có tác dụng. Tên bắt cóc kia ngay lập tức khai rõ sự tình. Hắn biết gia đình Văn tìm hai con, cho nên đóng giả kẻ bắt cóc tống tiền, chứ bản thân hắn thực sự không biết hai con gái của Văn đang ở đâu. Bà Phú liền nhíu mày. Chuyện này thật lạ, vậy rốt cuộc mày nói dối hay là kẻ nào đó đã ra tay với hai đứa nhỏ? Tên kia khiếp sợ đáp, mạng của tôi nằm trong tay của bà. Chuyện tôi biết tôi cũng kể rõ sự tình rồi. Tôi chỉ là kẻ lừa đảo kiếm tiền, chứ không hề bắt cóc hai cô ấy. Tên bắt cóc ấy dù đánh tới chết đi sống lại cũng nhất mực khẳng định không hề bắt cóc Diệu Tuệ. Bà Phú sau cùng nhờ thầy Lý gieo quẻ tìm nơi cháu gái đang bị giam giữ. Thầy gieo quẻ khá lâu rồi đáp, hai người bọn họ hiện tại đang ở dưới đất. Bà Phú hốt hoảng rồi nói, thầy vừa nói gì à? Sao hai cháu của tôi lại ở dưới lòng đất? Không lẽ? Bà Hoàn đoán vội, hai cô gái ấy vẫn còn sống, hiện đang bị giam ở một nơi khá sâu dưới lòng đất. Bà Phú thở vào nhẹ nhõm, may quá, tôi nghe thầy nói mà tôi giật cả mình. Vậy xác định được nơi tụi nó đang bị giam hay không ạ? Thầy Lý liền lắc đầu, xin lỗi bà, việc này tôi không làm được. Văn bây giờ gần như mất trí. Tuy nhiên nghe thầy Lý nhắc tới việc con gái còn sống, tư tưởng cũng tốt lên mấy phần. Vậy rốt cuộc ai đã làm như vậy với con bé chứ? Tụi nó rốt cuộc là đắc tội với ai?
Ánh mắt của Văn quét một đường khắp căn phòng, dò la từng sắc mặt của tất thảy mọi người trong căn phòng. Ánh mắt ấy dừng đột ngột trên người của Duyên. Duyên cũng không khó để nhận ra sự bất mãn của Văn với mình, cho nên liền đưa ra nghi vấn. Liệu có phải do bên thằng Bảo Nam làm không? Mọi người thử nghĩ mà xem, bọn họ chắc chắn đang tìm cách trả thù chúng ta. Văn liền đáp: mẹ, chú ấy chết rồi thì còn trả thù cái gì? Hơn nữa hai đứa nhà này có gây thù chuốc oán gì với chú ấy chứ? Người họ tìm chắc chắn không phải là ba người chúng con. Bọn người đó độc ác và ra tay khó lường. Chúng đang trong bóng tối nhìn tất cả hành động của chúng ta. Nếu không phải là họ thì còn kẻ nào dám to gan lớn mật như vậy? Có kẻ đang giữa thanh thiên bạch nhật ra tay thì sao? Bà Phú liền ngắt lời: con muốn ám chỉ cái gì? Văn liền đáp: bà nội, bà phải đứng ra cho con. Kể từ ngày hai đứa bé vào trong Phú gia làm việc thì gặp không ít chuyện xui xẻo. Giờ chúng nó lại tiếp tục gặp nguy hiểm. Nếu sau lần này con muốn dứt khoát đưa hai đứa rời khỏi Phú gia, sau này chúng con muốn an phận sống cuộc sống riêng của ba người, con mong bà nội đừng làm khó ba mẹ con con. Bà Phú liền lử mắt: nhà này không có chỗ cho mấy kẻ chỉ biết ăn phận đâu. Vậy con xin phép không là người của Phú gia nữa. Cái gì con cũng không cần. Bà mau tìm hai đứa bé trở về cho con đi. Duyên tức giận rồi quát lớn: cầm cái miệng lại. Cái thói ở đâu mà mở miệng ra lại cãi nhầm nhầm như vậy? Bố mẹ chỉ không dạy chị cái phép tắc làm người hay sao? Văn vẫn muốn cãi thêm vài câu nhưng bà Phú liền ngăn lại: bà nội đồng ý với con, tuy nhiên hiện tại chúng ta phải tìm kiếm ra hai đứa nhỏ mới là điều quan trọng. Phú gia tiếp tục tăng cường tìm kiếm. Một tuần trôi qua nhưng mọi thông tin vẫn không hề có tiến triển. Hai cô con gái của Văn vẫn bặt vô âm tín. Sang đến ngày thứ 10 thì bà Phú nhận được thông tin từ bên công an rằng một người nông dân vô tình phát hiện ra hai cô gái bị nhốt trong một chiếc giếng cạn. Bà Phú lập tức xác minh thông tin. Diệu và Tuệ được đưa đi cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng suy kiệt và hôn mê sâu. Phải khó khăn lắm cả hai mới tỉnh lại nhưng hoàn toàn mất hết ký ức. Điều đó làm cho Văn lo lắng, nhưng còn tốt hơn là mất mạng. Tuệ và Diệu sau khi bình phục sức khỏe thì biến thành hoàn toàn một con người khác với chiếc đầu rỗng tuếch. Thậm chí hai cô còn không nhớ ra tên của chính mình, không nhớ ra được cả người xung quanh. Văn đưa hai con mình rời khỏi Phú gia, sống một cuộc sống an phận, không có liên quan đến gia đình của nhà chồng nữa. Phần về bà Phú, sau khi các cháu rời đi, tất cả mọi đồ cổ trang sức của bà mua trước đó và coi như là báu vật của riêng mình để làm quà tặng cho các cháu. Văn cố ý không nhận nhưng bà liền đáp: đây là mỗi lần hai đứa nhỏ làm được một việc tốt, thông minh thoát được nguy hiểm tại Phú gia, bà đã mua một món đồ. Trong ấy bà ghi rất rõ tình huống hôm đó ra sao, hai đứa đã thông minh tới thế nào. Bà tặng cho con không phải là thứ đồ quý giá tiền, bà muốn nhờ nó gợi lại ký ức bị đánh mất của hai đứa nhỏ. Dù sao sau này hai đứa bé không về Phú gia nữa cũng không sao, con hãy chăm sóc tốt cho tụi trẻ. Bà tin là con đủ bản lĩnh để làm việc ấy. Có gì khó khăn sau này hãy tìm bà hoặc là thằng Huy. Bà Phú dặn dò Văn tìm bà thì dễ hiểu, tại sao lại nhắc Văn tìm thằng Huy? Văn băn khoăn nhưng mà lại không muốn hỏi. Nhận hết đống quà lớn nhỏ của bà Phú rồi lặng lẽ quay người đi. Phần về Duyên, sau khi Tuệ và Diệu rời khỏi công ty và an phận thì cũng thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những món đồ cản đường của Duyên từ từ bị loại bỏ. Duyên hiện tại chuyên tâm tìm kiếm Trinh để giải lời nguyền và đào tạo thằng Huy trở thành người kế nghiệp là hoàn thành tâm nguyện. Bà Phú dạo này ít đi ra ngoài mà thường xuyên ở lại căn phòng nhỏ trên tầng. Duyên cũng mấy lần muốn vào trong căn phòng ấy nhưng bà Phú đều không cho phép. Hơn ai hết Duyên hiểu được rằng muốn bước chân vào căn phòng ấy chỉ còn một cách là đột phá lên nắm quyền của Phú gia. Bà Phú mấy ngày gần đây sức khỏe yếu dần, mắt của bà bị mờ và đều hay xuất hiện ảo giác. Bác sĩ riêng được mời đến nhà nhưng không tìm ra bệnh gì. Mọi người chỉ đoán rằng có lẽ bà đã già, người sức yếu đi từng ngày là điều dễ hiểu. Bà Phú không an tâm nên mời thầy Lý đến nhà một phen. Thầy Lý nhìn sắc mặt của bà Phú thì thoáng chút giật mình. Bà dạo này ăn không ngon ngủ chẳng yên, thường xuyên bị ác mộng đúng không? Bà Phú mệt mỏi rồi đáp: tôi thấy khó chịu lắm. Bác sĩ không tìm ra bệnh mới nhờ đến thầy. Liệu có phải trong căn nhà này âm thịnh dương suy không? Thầy Lý nhìn bà Phú rồi đáp: nhà này do đích thân tôi trấn yểm, ngay cả tôi cũng không có khả năng phá, thì làm sao có chuyện ma quỷ ám được. Có phải bà đang gặp chuyện gì khó nghĩ mãi không thông hay không? Bà Phú dẫn thầy Lý đi về căn phòng nhỏ. Thầy vào đây với tôi cho thầy xem một thứ. Thầy Lý nhanh chóng bước theo bà Phú vào căn phòng ấy. Bên trong toàn là một màu đen tối. Một thứ mùi khó chịu bắt đầu xông lên, khiến cho thầy Lý phải lấy tay che mũi lại. Bà Phú liền đáp: một lát sẽ quen thôi. Tôi tin tưởng thầy nhất,
bởi vì thầy chính là học trò duy nhất của thầy Mùi. Không phải bà muốn giao cho tôi món đồ cũ của thầy chứ? Không, thứ ấy hiện nay không có ở đây. Hơn nữa thầy Mùi dặn rất kỹ rằng phải xong lời nguyền thì mới được đưa cho thầy. Thầy mà lấy sớm chỉ mang họa sát thân mà thôi. Vậy bà muốn cho tôi xem cái gì? Bà Phú thắp một ngọn nến lớn rồi chậm rãi mở chiếc hộp. Bên trong ấy để một con búp bê lớn. Con búp bê ấy đang bị một chiếc đinh xuyên qua tim. Bà Phú run rẩy cầm con búp bê lên đưa cho thầy. Thầy xem có phải con búp bê này đang chảy máu hay không? Thầy Lý ngạc nhiên nắm lấy con búp bê của bà Phú đưa cho, ngắm nghĩ một hồi, toàn thân bỗng run rẩy. Một luồng hơi lạnh bất giác phả vào trong thầy, khiến cho thầy Lý rùng mình nổi gai ốc. Đây là cái gì? Sao tôi chưa thấy nó bao giờ cả? Bùa hộ mạng của tôi. Trước lúc thầy Mùi chết đã cho tôi cây này. Thầy ấy dùng thứ linh hồn luyện lại chỉ chú vào con búp bê này để giữ yên mạng cho tôi. Tuy nhiên thầy Mùi có nói, nếu một ngày con búp bê này chảy máu thì mạng số của tôi sẽ bị thay đổi. Thầy Lý ngắm nghía thật kỹ con búp bê rồi thở dài nói. Là cái thứ màu hồng nhạt chảy ra từ vết đinh đâm vào con búp bê sao? Bà muốn nói đó là chảy máu? Sức khỏe của tôi yếu hơn trước, dường như tôi hay bị thấy ảo giác. Thầy Lý đặt con búp bê vào trong chiếc hộp rồi hỏi. Vậy tại sao con búp bê này lại bị đâm chiếc đinh qua ngực vậy? Trước này tôi chưa từng thấy người ta làm bùa hộ thân giống như thế này bao giờ cả. Phải, nhìn nó không ai nghĩ đó là bùa hộ thân. Tuy nhiên nếu không làm như vậy, e là cái mạng của tôi không giữ được cho đến tận bây giờ. Có nhiều chuyện thầy không biết bởi không ai nói cho thầy biết. Vậy bà muốn điều gì? Tôi có một cuốn sách của thầy Mùi để lại, viết cặn kẽ về các loại bùa này. Tôi muốn giao lại cho thầy nghiên cứu. Tôi hy vọng thầy có thể tìm ra cách khắc phục con búp bê này. Thầy Lý liền nhíu mày. Còn sách của thầy tôi để lại sao? Phải, đây là một bí mật. Tôi định sau khi cậu giải xong lời nguyện sẽ tặng cậu luôn. Nhưng mà hiện tại con bé kia phiêu dạt đi đâu tôi còn chưa có rõ. Cho nên cấp bách sẽ là khống chế con búp bê này trước. Thầy tôi đã làm gì với con búp bê này, bà có biết không vậy? Bà Phú lắc đầu. Tôi không biết, nhưng mà cuốn sách cô ghi chép thì hãy nghiên cứu nó đi. Tôi có mở ra xem vài lần, nhưng mà cuốn sách này tôi đọc cũng không có hiểu gì, cho nên giữ lại cũng chỉ là vô ích thôi. Tôi giao nó lại cho thầy. Thầy Lý nhận lấy cuốn sách, nâng niu một cách cẩn thận rồi từ từ mở ra xem. Các hình ảnh và chữ rất khó hiểu trên trang sách làm cho thầy Lý hoa mắt. Thầy cố gắng xem nhưng mà cũng chẳng hiểu nổi cuốn sách viết gì. Đây là chữ gì? Sao tôi xem cũng chẳng hiểu gì cả? Tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ đây là ký tự mà thầy Mùi tự tạo ra riêng cho mình, giống như là loại mật mã vậy. Tôi hy vọng thầy có thể giải được nó. Thầy Lý cầm cuốn sách trở về nhà bắt đầu nghiên cứu. Thầy chưa bao giờ nghĩ tới việc cuốn sách về tay của mình dễ dàng như vậy. Thầy còn sống, thầy Mùi đã từng buột miệng nói hở ra chuyện viết một cuốn sách về một loại bùa hộ mạng. Tuy nhiên hình thù của nó thế nào, thầy hôm nay mới tận mắt được chứng kiến. Quả nhiên thầy Mùi đã giấu thầy Lý nhiều chuyện. Một số bí kíp riêng hoặc là một số món đồ quan trọng, thầy Mùi lại không hề giao lại cho người học trò duy nhất, mà sẵn sàng giao nó lại cho bà Phú. Lắm lúc thầy liền tự hỏi, tại sao thầy Mùi lại làm như vậy? Do thầy không có tin tưởng vào trình độ học trò hay sao? Hay là còn vì một nguyên nhân sâu xa nào khác? Thầy Lý nghiên cứu mấy ngày mới từ từ nhận ra các ký hiệu lạ trong cuốn sách ấy, rồi cũng đọc được thành chữ. Thầy mô phỏng dịch theo hình vẽ minh họa ở bên cạnh và viết lại sang một cuốn sổ tay. Dường như mọi chuyện đã dễ dàng hơn khi mà thầy Lý đã dịch tới trang ghi chú sau cùng với con búp bê hộ mạng ấy. Nhìn vào một loạt hình vẽ và chữ viết dịch ra, thầy Lý mới giật mình. Hóa ra là như vậy. Chuyện có vẻ thú vị rồi đấy. Vậy mà bao nhiêu năm qua tìm kiếm, cuối cùng mình cũng được thành công một nửa. Vài ngày sau, thầy Lý cầm cuốn sách dịch đến gặp bà Phú. Sắc mặt của bà Phú khá xấu, làn da của bà Phú nhăn nhúm và tái xám, hai mắt thâm đen tựa như bao đêm không hề ngủ. Thầy chỉ cuốn sổ đã dịch ra đưa cho bà Phú. Tôi đã dịch nó rồi, cũng không phải là quá khó, bà đọc đi rồi sẽ hiểu. Bà Phú liền ngạc nhiên. Thầy không giúp tôi hay sao? Thầy Lý liền đáp. Cây này kỵ bàn tay của người khác, tốt nhất người tạo ra con búp bê ấy giải. Nhưng mà do thầy tôi đã mất cho nên mọi việc thành bại trông chờ cả vào bà. Tôi đã ghi chi tiết trong trang cuối, bà đọc cho kỹ vào, chứ là không hiểu tôi sẽ giải thích. Bà Phú nhận lấy cuốn sổ ghi chép, lật mở từng trang đọc sơ qua. Tới trang cuối cùng thì dừng lại. Bà ngạc nhiên rồi nói. Nhổ chiếc đinh ra ư? Làm như vậy có ổn không? Ngộ nhỡ linh hồn kia thoát ra ngoài thì phải làm thế nào? Thầy Lý liền lắc đầu. Bà đừng nhổ chiếc đinh rời khỏi con búp bê ấy. Bà rút ra phần nửa
rồi dùng sức nhấn vào thật mạnh, chiếc đinh sẽ cắm sâu hơn vào con búp bê. Có như vậy thì cái thứ nước hồng kia sẽ không rỉ ra bên ngoài nữa. Chuyện này bà tự làm một mình, chọn giờ xỉu tiến hành, bởi trước đây thầy tôi đã viết con búp bê ấy bị ếm vào đúng giờ xỉu. Bà Vũ mệt mỏi ngước đôi mắt nhìn về thầy Lý. Cảm ơn thầy, cũng nhờ có thầy cả. Thầy Lý liền đáp: mọi thứ cần chuẩn bị tôi đã ghi cụ thể cho bà, đêm nay bà tiến hành luôn đi. Khi chiếc đinh cắm sâu hết cỡ là con búp bê đã được chính bà khắc chế. Duyên bây giờ mới ở ngoài về nhà, thấy nhà có khách, Duyên vội vã hỏi thăm. Thầy Lý tới chẳng hay là có chuyện gì vậy? Có phải tìm thấy thông tin của bé Trinh rồi không? Thầy Lý lắc đầu rồi nói: chưa có, tôi tới vì việc khác. Tôi xong việc rồi cho nên bây giờ tôi về luôn. Thầy Lý dặn dò bà Phú đọc cho kỹ và làm theo hướng dẫn đúng như thầy đã đưa cho rồi vội đi ngay. Bà Phú lập tức chuẩn bị sắp xếp bản lễ để chờ tới đêm sẽ tiến hành khắc chế con búp bê mà thầy Mùi đã làm bùa hộ mệnh cho bà khi xưa. Bà Phú chờ đúng 12 giờ đêm, lặng lẽ đi lên căn phòng nhỏ một mình tự tay bày lễ. Bà chờ cho tới đúng giờ xỉu mới mang con búp bê đặt lên trên một chiếc giường công chúa nhỏ. Bà lá cờ đỏ được đốt lên, bà cầm chiếc đinh từ từ rút khỏi ngực con búp bê rồi đột ngột cắm phập lại. Con búp bê lúc ấy mềm tựa như là bột gạo nếp, cho nên chiếc đinh lập tức bị cắm xuyên qua đến tận bên kia. Bà Phú đột ngột lên cơn đau đầu, bà ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Lúc bà tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Duyên ngồi bên cạnh chăm sóc, bà muốn đưa tay lên nhưng mà toàn thân mệt mỏi không hề cử động được. Miệng của bà muốn nói nhưng chiếc hàm lại tê cứng không thể nào há miệng ra nổi. Bà phát ra âm thanh khàn đặc ở trong cổ họng: khát, khát. Duyên im lặng nhìn mẹ chồng thở dài: bác sĩ chưa cho phép mẹ ăn uống gì cả, mẹ cố chờ nhé. Khát. Nếu mẹ không nghe lời thì có khả năng ngay cả nói mẹ cũng không nói được đâu, chứ đừng nói gì tới liệt toàn thân. Hai mắt của bà Phú chẳng hiểu vì sao cứ lờ mờ không thấy rõ được như trước. Bà không hiểu mình đã làm sai ở đâu mà đang khỏe mạnh bỗng dưng bị biến thành như một kẻ tàn phế. Toàn thân của bà không thể nào có thể nhúc nhích, cái tay muốn nhấc lên cũng chẳng thể nào nhấc lên nổi. Cuộc đời của bà cuối cùng cũng có ngày bị biến thành một kẻ phế như vậy. Sau khi bà Phú ra viện, mọi chuyện trong nhà do một tay của Duyên quán xuyến. Việc chăm sóc bà Phú thuê hai người giúp việc lo cơm nước và thay dọn cho bà. Từ ngày bà bệnh, Duyên chưa một lần động tay làm bất cứ một thứ gì. Bà Phú muốn Duyên tìm thầy Lý tới, Duyên là đi như không gọi. Bà muốn vùng dậy tự mình đi gọi nhưng bà lại chẳng thể cựa mình. Duyên đã biến thành một con người khác, lời lẽ và hành động tàn độc đến mức đáng sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 13 của bộ truyện này.